Tôi hiểu không?
Ừ, giờ học đây này, đang mở Zoom Chào thầy, chào mọi người. Hãy
Rồi, thỏ thu hoạch được. Bố dạy con nhé, thỏ thu hoạch được. Thỏ thu hoạch được. 5 bao. Được 5 bao. Và 2 giỏ. 5 bao. Và 2 giỏ cà rốt. Thầy đang dạy. Hello anh em. 5 bao và 2 giỏ cà rốt. Yeah. Thầy nay qua làm giáo viên toán rồi thầy. Rồi và lại và một củ cà rốt. Một củ cà rốt. Được chưa? Ok chưa? Cà rốt. Chắc con viết chữ xấu thế con. Rồi, gạch đầu dòng cái đây. Nào, viết đi. Một bao thì bằng 100 củ cà rốt. Một bao chứa được 100 củ cà rốt. Chứa? Chứa 100 củ cà rốt. 100 củ cà rốt. Ok chưa? Củ cà rốt. Cà rốt. Rồi, xuống nào.
Một giỏ. Lại. Nào, một giỏ chứa được 10 củ cà rốt. Chứa được 10 củ cà rốt. Vứt mỏ cả tay. Con ý kiến thì con làm được, con ý kiến cái gì? Được. 10 củ cà rốt. Được chưa? Hỏi là bạn thỏ này thu hoạch được tất cả bao nhiêu củ cà rốt? Bạn thỏ thu hoạch được tất cả bao nhiêu củ cà rốt? Đang giải toán cho học sinh lớp 2 anh em ạ. Làm đi. Hỏi bạn thỏ. Hỏi bạn thỏ thu. Thu hoạch được. Được. Tất cả bao nhiêu củ cà rốt? Đấy, con làm được tí cho ăn game, không làm được thì thôi nhé. Goodbye. Cách chip là. Được chưa? Bao nhiêu củ cà rốt? Rồi con đi ra kia để cho bố làm việc nhé. Xong rồi, bố bảo này, con giải được thì bố sẽ cho con ăn kem, ok? Con không cần ăn kem đâu. Nếu không thì nghe nhạc, nếu không thì ngày mai con sẽ không nghe nhạc, ok? Thank you. Rồi, xin lỗi anh em, làm người cha quốc dân một tí. Dạy con học là luôn phải trong một cái tình trạng là niệm thần chú, không được đánh nó, không được đánh nó. Ai lại có đứa con gái nó giống bố nó y chang. Bố nó đang dạy nó làm toán, nó mắt nó toàn nhìn đi đâu, nó không nhìn vào vở. Anh em ạ, khó. 8 giờ 10 phút rồi mà các bạn ấy vẫn chưa vào hết nhỉ. Sao 30 người mà lại còn có gần đây người này. Hiếu ơi, em gửi thông báo cho các bạn còn lại nhé. Ở đây có mỗi anh Đinh Văn Hậu nhắn cho anh là xin hôm nay vắng vì đang ở dưới ngoại, bố vợ em mệt lắm rồi nên em xin phép. Rồi, có mỗi một đồng chí này thôi. Chúng ta cho 5 phút nữa, nếu đồng chí khác không nữa thì chúng ta yêu cầu là dừng học luôn nhé. Hiểu nhá. Em sẽ nhắn tin cho các điểm danh giúp anh. Các bạn còn lại mà các bạn không học thì coi như hủy luôn. Các bạn ấy không học nhá. Chứ không cứ kiểu là hôm nay thích thì học, xong rồi mai xong rồi chán thì nghỉ, là anh không chấp nhận được đó nhá. Đỏ thì ở đâu cũng đỏ hết thôi anh ạ. Bây giờ mà không đỏ là dân thiên hạ nó cười cho. Nên là cứ phải ép không hết đi cho nó vui. Và em nghĩ là bây giờ ép không cũng không cần phải cách ly, ép không vẫn đi làm bình thường thôi. Vì sớm muộn thì chúng ta cũng biết là sớm muộn là chính phủ, tôi nghĩ là khoảng độ 1-2 tuần nữa thôi, khả năng cao là chính phủ sẽ ra một cái quy định, đó là F1 và F0 đi làm bình thường. Trước mắt thì F1 sẽ đi làm bình thường trước và sau đó sẽ đến F0. Vì thực tế mà nói là nó chẳng hiểu được. Ví dụ như trong Sài Gòn các bạn biết là đang có một cái biến thể mới, nó gọi là biến thể Omicron BA2 thì phải. Cái gì đấy mà nó tàng hình, có nghĩa là xét nghiệm mà không thể ra được nó thì hỏi các bạn là các bạn phát hiện làm sao được. Thành ra cứ sống chung với nó thôi. Và siêu lây nhiễm nên là cái tỷ lệ người mắc của thành phố Hồ Chí Minh nó cũng tăng rất là cao. Nhưng mà vấn đề ở đây là nó chẳng vấn đề gì cả. Đúng không ạ? Cái vấn đề là nó không có vấn đề. Có nghĩa là có bị thì người ta cũng bình thường, người ta cũng không bị ảnh hưởng đến sức khỏe quá nặng nề. Thành ra là chúng ta cứ nghiễm nhiên đón nhận nó thôi nhá. Coi như là mình có một cái gì đấy mình làm kỷ niệm, đúng không? Có được F0 là mình được cái chứng nhận làm kỷ niệm đã từng F0. Đúng không? Sau này mình kể chuyện cho con cháu mình nghe là ngày xưa bố mày cũng F0 đấy con ạ. Chứ không phải đùa đâu. Bố mày là những người F0 đầu tiên luôn. Đúng không? Trong số 200 triệu dân thì bố mày là những người đầu tiên luôn. Có khi lại phấn khởi, vinh dự. Đấy, thì mình lại có câu chuyện mình kể. Nói vui anh em thế thôi, nhưng mà tôi luôn có một cái góc nhìn lạc quan hơn về cuộc sống. Đúng không ạ? Tôi không bao giờ nhìn vào những cái tiêu cực. Có những thứ chúng ta không thể thay đổi thì chỉ chúng ta không quan tâm đến nó. Nhờ. Cái gì mình không thay đổi được thì mình không quan tâm đến nó. Thế thôi. Rồi, phần hôm nay thì tôi cam kết với các bạn là đến 90% là tôi sẽ trả lớp đúng giờ. Vì phần hôm nay tôi cũng sẽ giảng nhanh thôi. Hiếu nhớ take note giúp anh nhé. Để xóa tất cả các bạn khác khỏi group là các bạn đi dừng học luôn đi. Không cần phải vào nữa đâu.
Vâng ạ, vâng ạ. Còn đồng chí nào có ý kiến thì bảo inbox riêng cho anh nhé. Mình chạy bằng cái slide. Anh em cho mình hỏi là anh em đã làm bài tập chưa? Mình đã về để thử ngâm cứu một vài cái mô hình kinh doanh và anh em có một cái bảng nào đó để cho chúng ta trao đổi không nhỉ? Anh em, các bạn bật mic lên đi ạ, chúng ta trao đổi nhau chút. Anh em đã thực sự nghiêm túc phân tích một mô hình kinh doanh nào chưa? Hay là anh em đã dùng cái kiến thức của anh em phân tích mô hình của tôi chưa? Đấy, như hôm qua đấy, tôi nói chuyện với các bạn là nhân viên của tôi ở bên Ladyfit, các bạn ấy cũng hỏi tôi là thầy ơi, thầy phân tích nhiều về Ladyfit như vậy thì có mang tính chất là quảng cáo về Ladyfit quá không? Thì thực sự với anh em là như này, ở Việt Nam thì bây giờ không có thằng nào nó có hệ thống quy mô lớn hơn Ladyfit. Thành ra mà không phân tích Ladyfit thì tôi cũng không biết là phải lấy cái hệ thống nào để ra phân tích với anh em, đúng không ạ? Thì Ladyfit nó là to nhất rồi, nó là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại rồi. Có thể là một năm sau thì thằng khác nó sẽ chiếm ngôi thì mình không biết, nhưng ở thời điểm hiện tại thì tôi tự tin với các bạn Ladyfit nó vẫn đang là top 1 về quy mô hệ thống, đúng không ạ? Về các kết quả cũng như là định vị thương hiệu, nên là tôi phân tích toàn diện. Những cái hệ thống khác mà tôi biết, ví dụ như tôi nêu tên với các bạn rồi ấy, thì nó chỉ có 5, có 6 cái phòng tập mà tôi còn không chắc là nó có sống được hay không, nhưng thành ra là tôi chỉ phân tích được những cái tôi nhìn thấy cho anh em, chứ không phải là tôi thiên về thẳng Ladyfit. Bởi vì các bạn tưởng tượng 5 phòng tập đến 10 phòng tập đến 15 phòng tập đến 20 đến 30 phòng tập ấy, là cái quy trình nó khác nhau lắm. Để mà nó đi được đến cái giai đoạn như vậy thì nó có nhiều yếu tố, và các mô hình hiện tại thì nó chưa có một cái gì nó gọi là thực sự là khác biệt, thành ra là tôi chỉ phân tích được đến đó. Ví dụ như Cali và Elite thì tôi đã phân tích cho các bạn ở góc độ của nó nhiều hơn, ví dụ nhiều hơn. Hay tôi phải lấy ví dụ về The Coffee House hay là Highland Coffee để tôi cà phê Trung Nguyên để tôi phân tích cho các bạn dựa trên một cái mô hình kinh doanh, đúng không ạ? Đấy. Thế thì rõ ràng là đấy là những cái mà nó có thành quả trên thị trường thì mình mới ví dụ được. Nhưng mà ở cái Fitbit Private của chúng ta thì thẳng thắn ra mà nói thì chẳng có thằng nào. Thành ra có mỗi tôi thì tôi đã làm được, và tôi làm đến đâu thì tôi biết đến đó, tôi phân tích đến đó. Ngày hôm nay tôi phân tích với các bạn ở góc độ này thì có thể là nó sẽ không đúng trong vòng 1-2 năm sau, đúng không ạ? Nhưng ở thời điểm hiện tại thì nó là tất cả những gì tôi hiểu biết về kiến thức cũng như là thực tế tôi đã làm được thì tôi chia sẻ với anh em, và khẳng định đó là trải nghiệm thực tế, chứ chúng ta không chơi kiểu lý thuyết suông, đúng không? Nhiều khi lý thuyết suông thì nó khó. Bây giờ bảo tôi là chia sẻ kinh doanh Fitbit thành công thì tôi không dám, nhưng mà bảo chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng hệ thống thì chắc chắn tôi dám, tại vì tôi đã làm được hệ thống. Còn nó sống được bao lâu thì tôi không biết, nhưng tôi vẫn dám, bởi vì ít nhất là tôi làm được đến giai đoạn này. Và 5 năm sau, 3 năm sau mà hệ thống chúng tôi có 100 phòng tập thì câu chuyện chia sẻ của 100 phòng tập đó lại hoàn toàn khác. Có thể cái thời điểm mà tôi chỉ cho bạn thấy cái điểm mạnh của Ladyfit đó thì 3 năm sau thì chúng tôi lại upgrade ra một cái điểm nó còn mạnh hơn cơ. Và cái điểm ở thời điểm hiện tại nó không còn là tốt nữa. Ví dụ thế thì chúng tôi lại có một câu chuyện nó lại kể theo một cách khác. Nên thành ra là cái doanh nghiệp của chúng ta nó phát triển ở cái giai đoạn nào thì chúng ta sẽ có câu chuyện để kể ở giai đoạn đó. Đúng không ạ? Thì nó mới thực tế. Nên là thành ra là anh em phải thông cảm, không phân tích Ladyfit thì tôi không biết phân tích cái gì hết. Nếu như anh em mà có một cái thương hiệu nào mà anh em thấy nó hay thì anh em có thể đọc ra, và tôi dựa trên hiểu biết của tôi phân tích dựa trên mô hình kinh doanh cho anh em nghe nhá, cho nó khách quan, không lẽ bảo là ông Trương cũng mặc quảng cáo. Rồi, thế thì anh em đã làm bài tập chưa nhỉ? Bật mic lên mạnh mẽ lên cái xem nào. Các CEO tương lai. Nhanh lên anh em, các master của tương lai. Nhanh lên nào. iPad là bạn nào đấy? Ngọc à? Hoàng Ngọc à? Đỗ Lâm này, lại tắt mic này, Kên lại tắt này, Jimmy này. Jimmy là ông nào đấy? Mở cam lên nào. Anh Thanh Ba mạnh dạn mở cam lên xem nào. Mình vào học thì mình phải mở cam lên cho lịch sự một tí xíu ấy, mọi người. Mọi người tắt cam như vậy là mọi người không lịch sự rồi. Tắt cam làm gì? Trời đất ơi. Có lý do gì thì mọi người xin phép đi. Tôi xin phép nhắc lại một chút xíu nữa là bạn nào mà không mở cam là tôi sẽ cho các bạn ra khỏi group luôn. Vì tôi cho rằng như thế là anh em mình không tôn trọng nhau. Nào. Còn bạn nào cảm thấy là cái phí được học mà không ok thì tôi xin trả lại anh em.
gì chứ tiền thì không phải vấn đề với tôi. Nhiều thì không có chứ 500 nghìn thì tôi trả được. Nhưng anh em như vậy là tôi để ý là mấy buổi rồi là tôi không chấp nhận cái việc như vậy. Ok, bạn của Đức Lát đồng ý. Hiếu ơi, em vẫn đang nghe anh nói chứ đúng không em? Vâng anh ơi. Rồi, em để ý cho anh 2 phút nữa. Nếu mà các bạn còn lại em giám sát cho anh mà không bật cam em mời ra khỏi group cho anh nhé. Còn bạn nào có ý kiến thì inbox anh sẽ gửi lại tiền nhé. Xong, để chúng ta đi vào học. Em xin phép tắt cam vì phòng sinh viên. Nghĩa là khi mình có cái lý do ấy, thì em nên tôn trọng người khác bằng cách là em nhắn cho người ta một tiếng. Tại vì em tưởng tượng đi học chứ bây giờ anh cũng tắt ta cam thì em có chấp nhận được không? Anh cũng tắt cam thì em có chấp nhận được không hả Jimmy? Đúng không? Mọi người cũng phải hiểu một cái việc là cái thói phép lịch sự tối thiểu. Bây giờ tôi dạy các bạn tôi tắt cam đi. Đúng không? Thì các bạn chẳng nhìn thấy tôi, các bạn học bạn có thấy nó hứng thú không? Mà tôi nói thật các bạn luôn, một khi các bạn tắt cam thì có nghĩa là các bạn đang ngồi trong một cái tư thế nó không đàng hoàng. Bạn nằm, các bạn học, và tôi xin lỗi các bạn đấy, đã học ấy, thì phải ngồi vào bàn, mặc lịch sự, học tử tế đàng hoàng thì các bạn mới ngấm được vào đầu. Tôi khẳng định với các bạn luôn, các bạn mà vật vờ các bạn không bao giờ học được đâu. Tin tôi đi ạ. Tin như này nó khác quá, mình bật YouTube mình nghe cho nó vui thôi mà nó không giá trị. Đấy là tôi chia sẻ thực sự với anh em luôn, ở đây không có cái gì gọi là thiếu tôn trọng anh em cả. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta muốn học thì chúng ta phải tử tế một chút, đúng không? Có gần đây con người rồi mà chúng ta toàn là những quản lý, toàn là CEO, toàn là những cái người mà chúng ta lãnh đạo doanh nghiệp thì làm sao mà chúng ta như vậy được, đúng không ạ? Đấy, rồi. Ok anh Thanh Ban. Đó, thì cam lỗi hay không thì các bạn cứ thông báo cho tôi một tin cái là tôi sẽ hoàn toàn ok ngay. Đúng không ạ? Chứ bây giờ gần đây con người chúng ta phải nhìn mặt nhau tí cho nó phấn khởi nhỉ. Rồi, vậy là tôi hỏi các bạn này. Các bạn trả lời nhé, các bạn đừng im lặng. Bạn bảo bạn nào mà chưa làm thì bảo là em chưa làm, đúng không? Cho nó nhanh, đỡ mất thời gian. Thế bây giờ các bạn đã thực sự phân tích học cái mô hình kinh doanh, các bạn đã thử dùng kiến thức đó, bạn phân tích ý tưởng của mình hay là một cái mô hình nào đó các bạn nhìn thấy chưa? Hoặc là những cái mô hình xung quanh các bạn đã thực sự phân tích nó chưa? Em chưa thầy ơi. Rồi. Là em thi đấu cho nên là cũng em cũng chưa làm hay quá nhở. Tao vừa thấy mày check in ở vậy Sầm Sơn xong nhớ ship con mực về Hà Nội nhá. Dạ. Hôm nay em đi làm cả ngày chưa kịp làm. Ngày hôm nay em vừa mới đi từ Hà Nội xuống Sầm Sơn, sáng em vừa đến chiều nay tập ở đây, ngày kia đấu rồi. Rồi thế này thì sau này mà làm CEO thì phải thay đổi phong cách nhá. Anh xin lỗi em luôn, lịch của anh nó còn đái ra quần luôn. Lịch của anh đi khắp nơi luôn. Và đi chỗ này phát xuống một phát là lên máy bay đi tiếp luôn. Bây giờ anh đang lên lịch bay khắp Việt Nam luôn. Đi khắp Việt Nam luôn. Lịch của anh dã man luôn nhưng mà không bao giờ meet target. Sau này các bạn làm việc ấy, các bạn phải học một cái thói quen này này. Tất cả những thứ các bạn đang nói đây nó là ngụy biện. Và các bạn là những cái người cao nhất của công ty các bạn mà các bạn còn ngụy biện thì xin lỗi các bạn luôn ấy. Nhân viên bạn nó như vậy thôi, bạn không nói được nhân viên. Được chưa? Ví dụ như hôm nay chúng tôi làm việc với nhau có một nhân viên mới bên công ty ấy, thì tôi có nói bạn ấy một câu này, văn hóa doanh nghiệp của công ty tôi là thế này. Là khi mà bạn nhận KPI ấy, đúng không? Thì bạn chỉ được trả lời một là nhận KPI đó xong thì bao deadline là bao giờ nộp. Cái thứ hai là cần có hiểu hay không hiểu, cần hỗ trợ gì, đúng không ạ? Chứ không bao giờ được phép nhận KPI xong mà không làm rồi bảo là em không làm được hay là lý do vì cái này cái kia. Nếu mày đã không làm được thì mày đừng làm, còn nếu không thì mày ra khỏi công ty tao đi. Nghĩa là công ty của chúng tôi là không có quản lý, thực sự với các bạn luôn, công ty Lady Fit ấy, là chúng tôi áp dụng mô hình là không có ai quản ai hết. Nhiệm vụ là phòng ban, người nào nhận KPI cứ thế mà làm. Và tính trách nhiệm cực kỳ cao. Chúng tôi phải nhân bản cái văn hóa từ lãnh đạo cho đến tận các cái chi nhánh thì hệ thống nó mới tạo thành một cái văn hóa doanh nghiệp tốt. Còn nếu không mà gãy. Vậy tôi khuyên các bạn là sau cái buổi này ấy, các bạn coi như đây là một bài học. Các bạn hãy thay đổi cái thói quen, cái tác phong của mình. Khi mình thực sự mình tham gia một buổi học ấy, thì mình phải học và mình phải làm. Còn nếu mà các bạn học mà không làm, các bạn cả đời không làm được đâu. Vì tôi học một cái khóa của bên giám đốc.net của thầy Vũ Long. Tôi xin lỗi các bạn, 2 năm nay tôi học còn ngấm không nổi luôn. Mà tôi làm còn đái ra quần luôn. Thực sự với các bạn luôn. Nhìn mô hình kinh doanh chán luôn. Nó khó kinh khủng khiếp luôn. Nhưng mà mình phải làm thì mình mới biết được. Tại vì mình không làm mình không bao giờ biết được. Các bạn có biết là để xây được cái CCSC, chúng tôi làm đái ra quần chúng tôi mới xây được cái CCSC. Thực sự với các bạn luôn. Bạn nào mà được tôi tặng cái khóa CEO quản trị ấy, các bạn về các bạn xây CSC chết luôn.
mà chúng tôi đây, chúng tôi phải ngồi với nhau, chúng tôi làm liên tục đến cả năm chờ chúng tôi chỉnh sửa mới ra được một cái như vậy. Đó là cái câu chuyện là gì? Là phải làm thì mình mới ra được kết quả. Mình không làm mình không ra được kết quả đâu các bạn ạ. Đúng không? Mà cái khóa học này nó thực tế cho các bạn là các bạn phải xây cái ý tưởng kinh doanh. Thế bây giờ ông Jimmy ông nhảy vào đây ông học thì chắc chắn một điều là ông muốn mở Finish Private. Đúng không ạ? Ông Đỗ Lâm ông bảo là em muốn mở Finish Private mà mày đang muốn mở Finish Private mà đi học để xây dựng dự án mà ông còn không làm thì tôi nói thật. Làm sao các ông ra được cái mô hình kinh doanh? Đúng không ạ? Đây là mình chia sẻ rất thẳng thắn. Đúng không ạ? Đó, anh hỏi Lâm, nếu em không làm thì làm sao mà cái ý tưởng khởi nghiệp của em nó thành công được? Em làm ở Sài Gòn hay Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk thì đấy làm sao em làm được? Đúng không? Em cầm cái kế hoạch của em đi nói chuyện với ai? Rồi tao có ý tưởng hay lắm, mở Finish Private không? Chẳng ai theo em đâu. Tại vì sao? Em chẳng cho người ta thấy cái lý do người ta đi theo em là cái gì. Nên thành ra bọn em phải phân tích nó lên, đưa nó thành một cái mô hình. Và từ đó mình phân tích, ok, tao làm cái này vì lý do là như này và thị trường nó như này. Khi khách hàng đến, tao trả lời được câu hỏi này, thì tôi khẳng định với các bạn sẽ thu hút được rất nhiều người tài. Còn lý do các bạn không giữ được người tài là vì sao? Vì các bạn chẳng có ý tưởng gì cả. Đúng không ạ? Người ta không đi làm, nếu mà chỉ là xin việc đến một công ty fitness thì thằng nào to thì nó đến nó làm thôi. Đấy, thì anh em thông cảm nhá. Thì cố gắng rút kinh nghiệm một tí, vì đây là cái khóa học của một tên amateur như tôi thôi. Chứ còn sau này các bạn học của các sếp lớn hơn để công ty các bạn lên sàn chứng khoán chẳng hạn, IPO chẳng hạn, đúng không? Công ty bạn mạnh rồi, có 100 nhân sự, 200 nhân vụ, vốn hóa 100 tỷ rồi. Các bạn mà không làm chết luôn. Nhưng tất nhiên là đến mức 100 tỷ đấy thì các bạn cũng khét lẹt rồi, đúng không? Đến lúc đấy thì bạn cũng kinh điển rồi chứ không phải đến mức như bây giờ. Nó tôi cũng thế thôi. Nên là hy vọng anh em nghiêm túc một chút nha. Phong Dương. Rồi. Thì cái buổi số 3 ngày hôm nay ấy, thì tôi sẽ chỉ đi phân tích một thứ duy nhất, nó là mặt bằng. Đúng không ạ? Mặt bằng là một cái yếu tố rất quan trọng và tôi sẽ chỉ xoáy quanh trong phân tích cái này, sau đó chúng ta sẽ giải đáp thắc mắc với nhau. Các bạn yên tâm, các bạn không chăm thì cái độ nhiệt huyết của tôi nó cũng giảm. Tôi sẽ nói ít hơn và các bạn có nghĩa là học được ít hơn. Rồi. Vì sao mà mặt bằng nó lại trở thành một cái yếu tố quyết định? Thì tôi kể bạn câu chuyện là như này. Năm 2019 thì tôi thấy là tôi kiếm được tiền nó cũng dễ quá. Một cái thằng mà nghèo rách như tôi mà tự dưng kiếm tiền ngon quá các bạn. Thành ra là tôi nghĩ là bây giờ mình phải kiếm 5-600 triệu một tháng. Dòng tiền phải đều như vắt chanh như vậy là mới sướng. Thế là thành ra tôi quyết tâm tôi rủ mấy anh em ra mở một cái nhà hàng. Tôi đầu tư khoảng 3 tỷ rưỡi gì đấy. Thì thời điểm đó tôi đi thuê một cái mặt bằng nó ngay ở mặt tiền ấy, thì nó báo là 90 triệu. Nhưng mà cái mặt bằng mà ở ngay mặt trong, nghĩa là cũng cái dãy, cũng ở đối nó là nằm ngay đằng sau, nhưng cái dãy ở đằng sau ấy, nó báo giá cho tôi là 37 triệu. Thì tôi ngồi tôi nghĩ bảo mẹ, nếu thì mình phải đi thuê cái mặt bằng đắt như vậy. Bây giờ mình thuê mặt cái mặt bằng 37 triệu nó ngay đằng sau thôi mà. Mình làm bảng biển hiệu tốt, mình dùng tiền mình đi lo lót các thứ công an phường để cắm biển. Sau đó mình dùng một tháng mình tranh ra đắp vào đấy khoảng độ 50 triệu tiền marketing thì mới chết với ông. Lúc thời điểm đó tôi nghĩ như vậy các bạn ạ. Thì kiểu gì là thu hút khách nó dễ. Và chất lượng thực phẩm của mình, đồ ăn, món ăn của mình nó quá ngon rồi, mình không sợ cái đó. Thì tôi rất là ngây thơ, tôi quyết định tôi làm luôn. Vì sau này tôi biết là trong kinh doanh ấy, thì một vài cái ngành dịch vụ nó có một cái câu gọi là khẩu quyết. Mặt bằng, gọi là vị trí. Luôn luôn là như vậy. Thì tôi mắc một cái sai lầm như vậy. Thành ra các bạn biết không ạ, khách hàng người ta tìm đến cái chỗ của tôi cực kỳ vất vả. Các bạn đừng có lấy những cái ví dụ như kiểu là cái quán này tít trong ngõ ở phố cổ mà nó đông lắm anh ạ, mà mặt bằng nó đâu có đẹp. Nó làm được như vậy nó mất hàng chục năm trời. Đúng không ạ? Chứ không phải tự dưng nó mở ra và phát nó ngon như vậy đâu các bạn, không có. Hoặc là cái món ăn của nó quá xuất sắc đến mức độ người khác không thể tìm được chỗ khác. Đúng không ạ? Thì nó mới ra được. Đấy. Thì câu chuyện rất đơn giản là tôi bị một cái trường hợp như vậy và tôi nghĩ một cách rất đơn giản, rất ngây thơ là tôi đắp tiền marketing vào là xong, nhưng cuối cùng tôi fail các bạn ạ. Tôi fail vì khách không tìm được mặt bằng, địa điểm. Và bao nhiêu khách hàng đi qua tìm quán ăn không biết là nhà hàng của tôi ngay đằng sau đó. Không biết luôn. Và cuối cùng tôi đã mất cực kỳ nhiều khách hàng. Nó là một trong các nguyên nhân khiến cho là cái việc thu hút doanh thu của tôi nó kém và cuối cùng tôi phải phá sản. Nhớ chưa? Nên là trong phòng tập thì nó cũng vậy. Các bạn có biết vì sao nón sơn ấy, nó phải chọn những cái vị trí đắc địa như vậy không? Bởi vì đơn giản thôi, cái việc mặt bằng nó giống như một cái công cụ quảng cáo để bạn tiếp cận và thu hút khách hàng tốt hơn. Các bạn tưởng tượng là một ngày ấy, cái bên nào nhỉ? Ngày xưa tôi nhớ không nhầm là bên The Coffee House hay là bên gì đấy. Nó làm khi nó đến một cái địa điểm ấy, nó còn thuê người đến để khảo sát, làm research các bạn ạ. Là trên cái mặt bằng đấy nó ngồi nó đếm các bạn ạ. Nó đếm xem là có bao nhiêu chiếc xe đi qua đấy, các bạn có tin không ạ? Trong một ngày có bao nhiêu cái xe đi qua đó. Cái loại xe gì? Tất nhiên nó không thể đếm được chính xác nhưng mà cơ bản nó ra được số liệu tương đối. Trong khung giờ này cái tỷ lệ như nào nó đo lường được luôn là trong một tuần, trong một ngày là cái tỷ lệ nào người giờ giấc, số lượng người kiểu như nào đi qua đấy. Và cuối cùng nó mới quyết định là ok nó sẽ mua. Các bạn ạ, nó quyết định nó sẽ thuê cái mặt bằng đó, xin lỗi, nó sẽ thuê cái mặt bằng đó để nó biết rằng
trong một tháng bình thường tao chạy quảng cáo có thể là 5 triệu lượt read ví dụ như vậy, tao mất gần đây tiền, nhưng mà tao bỏ tiền ra tao thuê cái mặt bằng này thôi thì trong vòng một tuần có khi nó đã đạt được 5 triệu cái lượt read đó rồi. Read là tiếp cận các bạn, đúng không ạ? Nó gần ở ngã tư, cứ đi đơn đến đấy là người ta dừng đèn xanh đèn đỏ, người ta nhìn sang phát là thấy mặt bằng của nó, đúng không ạ? Là người ta biết về nhận diện thương hiệu của nó luôn. Nên là nhiều công ty nó chẳng cần đầu tư nhiều về quảng cáo, nó chỉ cần đầu tư ở địa điểm thôi là nó đã thành công rồi. Nhưng mà rõ ràng là cái gì mà lợi thế thì nó cũng sẽ là cái giá phải trả nó phải cao hơn, đúng không ạ? Đấy. Thì cái Finish Private của các bạn ấy ở thành phố lớn mà các bạn thuê được những mặt bằng đẹp như vậy là rất khó. Thì bạn phải tính toán là gì? Nó có nằm ở trong các khu chung cư hoặc là gần các khu chung cư hay không? Cái khu đông dân cư hay không? Thì cái khả năng tiếp cận nó sẽ cao hơn. Vậy tôi lấy ví dụ như này. Giả sử có một con chung cư mà chung cư đấy có 4 cái lối đi, mà cái mặt bằng của bạn ấy nó nằm ở cái lối đi chính, có nghĩa là bạn biết rằng là kiểu gì cái xe ô tô nó cũng về qua cái đường đấy hoặc nó đi qua cái đường đấy, thì rõ ràng là cái lượng tiếp cận nó rất là tốt, bạn có thể tìm những mặt bằng kiểu như vậy, đúng không ạ? Còn ở các cái tỉnh lẻ nó không có chung cư nhiều ấy thì bạn phải tìm thông qua các con phố. Tôi lấy ví dụ luôn với các bạn, ví dụ như Lady Fit của chúng tôi mà tôi tìm mặt bằng thì tìm như nào. Thứ nhất này là mặt bằng của Lady Fit mà tìm ấy, đấy lại phải xin phép nói về Lady Fit tại vì mình làm về nó mình hiểu. Thứ nhất là tôi sẽ ưu tiên cái mặt bằng nó nằm ở một cái vị trí mà đường của nó là hai chiều, đúng không ạ? Chắc chắn đường phải hai chiều và nó phải có chỗ đỗ xe, đỗ khoảng độ 3-4 cái xe gì đấy, ô tô là ok. Cái thứ hai, mặt bằng của nó gần những cái chỗ ngã ba ngã tư. Cái thứ ba nữa là gì ạ? Nó gần những cái chuỗi cửa hàng quần áo thời trang, những cái đồ mà bán cho mẹ bé, nói tóm lại là những cái thứ liên quan đến phụ nữ, hoặc là nó gần các cái trường tiểu học, hoặc là nó gần các trường mầm non quốc tế. Nghĩa là chắc chắn là những cái người đó người ta sẽ đi qua đấy, và khi mình đặt cái mặt bằng ở đấy rồi thì cái khả năng tiếp cận vào họ rất là cao. Thì từ đấy là ví dụ là như vậy. Mình phải xây một cái tiêu chí cụ thể, đúng không ạ? Và nó có thể làm gần ở các quán cà phê. Và khi mà chúng tôi khảo sát, chúng tôi phải khảo sát xem cái quán cà phê đấy, cái đối tượng khách hàng đến đó là người như thế nào. Tại vì một trong các cách tiếp cận khách hàng của Lady Fit đó là offline, có nghĩa là chúng tôi đi thẳng ra ngoài đường chúng tôi bắt khách. Thì rõ ràng mặt bằng của tôi ấy, mà ở một cái vị trí đẹp thì đương nhiên là khả năng được tiếp cận nó dễ. Ngày xưa ở Thanh Hóa là tôi, nếu bình thường là tôi sẽ không đồng ý cho làm cái mặt bằng của chị ấy, bạn My ở Thanh Hóa, đúng không ạ? Bởi vì nó vẫn là một cái phố ở bên trong, nhưng mà bạn My là bạn thích là mua mới cả thuê lại cái mặt bằng đầu tiên đấy, cái nhà đầu tiên đấy Tuấn Lộc, cái nhà bán gì đấy to đầu tiên ngay mặt phố chính ấy, nhưng mà không có thuê được, thì cuối cùng nhà bạn My bạn mua luôn cái lô đấy đằng sau đấy. Thì vì là bạn ấy mua rồi nên mặt bằng của bạn ấy rồi nên là cái khả năng rủi ro nó rất là thấp, vì chi phí mặt bằng có thể bảo đảm, đúng không ạ? Là của mình rồi, nó rất là thấp, rủi ro nó cực kỳ thấp luôn. Một khi bạn có mặt bằng không rồi thì chi phí nó chỉ là nhân sự thôi, khả năng sinh tồn rất cao, rủi ro rất thấp. Thế nên là tôi mới đồng ý, chứ còn nếu bình thường mà đi thuê tôi sẽ không đồng ý cho cái mặt bằng đó. Nếu bạn đi bạn chơi cao thủ bạn mua luôn cái nhà đằng sau. Không biết là mình... đúng rồi. Thì đúng rồi, thì bạn đi bạn mua được cái lô đất đấy thì các bạn biết đất ở thành phố mà. Là nhất là thành phố như kiểu Thanh Hóa các thứ, đất càng về sau nó càng đắt, nó càng lên, nó đều là những cái phố chính và phố VIP mà nghe nói là 1-2-3 cái quanh đấy thì đều cũng nhà bạn hết. Thì bạn mua luôn đấy, sau này có mở 2-3 cái bạn nhân rộng ngay đấy cho nó tiện. Còn cái mặt tiền ở giữa đấy thì nó rất là đắt, nó đắt phải gấp đôi so với cái nhà bạn ấy mua. Nhưng về cơ bản thì bạn hiểu cho tôi là gì ạ? Là bạn đều có lợi thế vì đấy là đất nhà mình, mặt bằng nhà mình nên giá cốt nó sẽ thấp, đúng không nhỉ? Trong một vài trường hợp giá cốt nó thấp. Còn tất nhiên nếu mà hoạt động kinh doanh nó tốt thì mình vẫn phải cân bằng tài chính dựa trên cái giá thuê mặt bằng ở bên ngoài. Có nghĩa là cái mặt bằng đấy cho thuê bình thường thị trường bao nhiêu mình phải tính vào đấy. Thì nói ra là lợi nhuận thật của công ty, đúng không ạ? Nhưng mà về cơ bản trong trường hợp rủi ro kinh tế như dịch bệnh như này ấy, thì bạn đi ăn chắc rồi. Cùng lắm là bạn đi mặt bằng bạn tính không đông là phòng tập không thể chết được rồi. Có đúng không ạ? Cái đấy nó là lợi thế đấy các bạn ạ. Lợi thế là đất của nhà mình. Kinh doanh mà có đất của nhà mình thì là auto thắng rồi còn gì. Rồi. Cái loại thứ hai nữa này, mặt bằng nó sẽ giảm cái chi phí đầu tư cơ bản. Thì tôi lấy ví dụ như này. Ví dụ như ở cái mặt bằng đó thì nó lại tăng chi phí đầu tư. Vì cái nhà đó nó là nhà cũ nên khi mà đầu tư vào đấy nó phải sửa rất là nhiều tiền. Vậy khi mà các bạn đi thuê nhà các bạn phải thẩm định rất kỹ. Thứ nhất là bạn đừng bao giờ thuê đất không. Vì sao bạn không nên thuê đất không? Vì thứ nhất này, thuê đất không ấy thì kể bạn thuê được 10 năm giá rẻ bạn cũng phải thận trọng. Thường thường những người mua đất thì người ta là tích sản, đúng không nhỉ? Và có khi giá nó lên tốt là 3-4 năm nó tốt tích mấy là nó bán. Nó bán ra, bạn có dám chắc với tôi là nó bán ra nó sẽ thực hiện đúng cái hợp đồng của bạn không ạ? 90% nó bán xong nó xây mẹ nhà to lên, đúng không nhỉ? Nó xây nhà to lên thì cuối cùng nó bắt đền bù và hợp đồng bạn làm không chặt chẽ là bạn toàn rồi. Mà thông thường các bạn thuê đất các bạn thì không có thuê luật sư, thành ra cái hợp đồng nó không chặt, đến lúc nó hủy hợp đồng nó đền bù 10 tháng tiền nhà, 1 năm tiền nhà, xong cuối cùng bạn xây cái nhà đấy mất 5-600 triệu, 700 triệu đập tan đi hết là bạn toàn, nên bắt buộc các bạn phải làm luật sư.
Nhưng mà khi mà đem luật sư vào làm cái đấy thì chủ nhà nó rất khó cho thuê. Vì nó thấy bạn cẩn trắc quá, nó khó. Đúng không ạ? Thế thì bạn hiểu là cái việc đầu tiên bạn ném một cái cục tiền lớn vào đó mà rủi ro bị đòi mặt bằng là rất lớn. Cái yếu tố thứ hai là gì ạ? Là nhỡ bạn làm ăn không tốt thì sao ạ? Đúng không ạ? Nhỡ bạn làm ăn không tốt thì điều gì sẽ xảy ra? Bạn không thể nào mà bốc cả cái đống đấy đi được. Bạn không bốc được nó đi, đúng không ạ? Bạn không bốc được nó nghĩa là bạn phải bỏ, từ bỏ cái đống đấy. Bạn không thể thanh khoản được. Thậm chí tôi nói các bạn này, nhiều chủ nhà nó có một cái kiểu này. Hôm vừa rồi tôi vừa bị nhé, tôi đóng cửa cái nhà hàng của mặt bằng ở nhà hàng ấy. Cái nhà hàng tôi thuê nó cũ, nó nát kinh khủng khiếp. Cái tầng trên của nó bạn tưởng tượng là cái đất ấy, đất nó phải dày như này, đất bùn đấy nó dày như này, chứ tầng 5 mà chúng tôi phải dọn bỏ sạch sẽ, tôn nền đổ nó làm mái đẹp ốp cửa. Xong bà chủ vào sau 2-3 năm phá sản mẹ rồi, bà chủ gọi cho tôi bảo Trường ơi, cái này là ngày xưa em sửa đúng không, em sửa em phải hoàn trả mặt bằng cho chị. Các bạn thấy nó chủ nhà nó có khốn nạn không? Mà cái nhà đấy chúng tôi đã làm vào đấy mất tỷ 7, đẹp lung linh luôn, mà nó bắt tôi hoàn trả mặt bằng. Thì tôi bảo là chị ơi, nếu mà chị bảo hoàn trả mặt bằng thì có nghĩa là em phải đi đổ lại đất trả chị và trồng lại cây cho chị à? Đúng không? Tại vì mặt bằng lúc đầu tao thuê mẹ mày nó là đống đất mà, mấy cây cỏ tao phải đi làm cho mày, đúng không? Về nguyên tắc nó như vậy. Và cái ô cửa kính của chị nó bị vỡ con mẹ nó hết, em chụp ảnh cho chị thì em bây giờ là em phải đập cửa kính của em cho nó vỡ như thế để em bàn trả chị à? Chị thấy nó có buồn cười không? Sao chị lại vô duyên như vậy? Em nói thật là mẹ chị sống nó phải có đức một tí, không có mẹ chửi cho trận luôn. Đúng không? Nó bắt mình đi hoàn trả mặt bằng, các bạn thấy điên không? Không có điên không? Đấy, thì tôi hỏi các bạn, ví dụ như hợp đồng thường có điều khoản là hoàn trả mặt bằng, thì bạn đã xây đất của nó, bây giờ bạn đập đi để nó xây lại à? Bạn chết chưa? Bạn đã mất gần đấy tiền, bạn còn phải đập đi bạn mới chết. Chứ còn bạn bỏ đấy nó còn đỡ, bạn đập đi bạn thuê người bạn mới chết tiền. Đúng không ạ? Nên là cái đấy là rất nguy hiểm. Vừa rủi ro, đến lúc mình làm không được mình không bốc được đi. Cái thứ ba nữa là lúc hoàn trả mặt bằng cực kỳ phức tạp, nên là không nên chơi đất nền là vì vậy. Được chưa? Cái thứ hai là mặt bằng mà nó thô. Tôi nói các bạn này, trong thi công ấy thì có hai khoản nó cực kỳ tốn kém. Thứ nhất là điện nước. Các bạn biết điện nước là báo giá nhà đâu đó khoảng 5-7 triệu một mét đúng không? Đúng nhỉ? 5-7 triệu một mét chọn gói đúng không? Đấy, bạn thuê thô bạn phải làm từ A đến Z. Cái đấy nó cực kỳ tốn nhiều tiền, tốn kinh khủng khiếp luôn. Và cái thứ hai nữa là công trình phụ. Các bạn làm cái công trình phụ tốn dã man luôn, ít nhất phải 5-60 triệu một cái nhà vệ sinh. Đấy là làm kiểu qua loa vớ vẩn đấy. Nếu mà cái biệt thự của nó mà thô các bạn làm lên kiểu gì các bạn chẳng mất đống tiền vào đấy. Do vậy tôi khẳng định bạn là cái việc bạn thi công là bạn đốt vào đấy một đống tiền rồi, rất là rủi ro. Đúng không ạ? Nên là bắt buộc bạn phải gì ạ? Bạn phải thuê một cái mặt bằng cho tôi nó có sẵn cơ sở hạ tầng, còn nếu nó không có cơ sở hạ tầng các bạn đừng thuê. Thì các bạn phải sửa chữa và làm rất là nhiều nhé. Bắt buộc là phải có cơ sở hạ tầng tốt. Còn nếu không thì các bạn đừng thuê. Thì tốt như nào thì tí tôi sẽ nói. Chứ đừng có chơi cái kiểu mà thô như vậy thì toang. Được chưa? Xin phép các bạn tôi uống cốc nước. Đang có dấu hiệu bị zona thần kinh hay sao ấy, tay nó bị giáp tê toàn bộ cánh tay. Nhưng mà chưa nổi bất kể một cái gì lên. Nó bị tê toàn bộ cánh tay luôn, vuốt vào da là nó giáp luôn, thế là mới hôm nay đang uống thuốc thấy đỡ rồi. Rồi, sorry các bạn. Thứ ba, cái mặt bằng mà nó sẽ giúp các bạn giảm được cái chi phí vận hành và nó giúp được các bạn quản lý và giám sát dễ hơn. Tôi lấy ví dụ như này. Các bạn thử tưởng tượng là nếu mà mặt bằng của bạn nó trên một mặt sàn đấy thì cái decor nó rất là nhanh, gọn và tốn ít chi phí. Không tin các bạn thử là một mặt bằng 300m và một cái mặt bằng mà cũng 300m nhưng nó là 3 tầng. 3 tầng có nghĩa là cái tỷ lệ gương của bạn đã nhân đôi rồi, cái góc decor nó nhân đôi rồi, đúng không ạ? Điện nước các kiểu bạn trải ra nó cũng nhân đôi hết rồi, bóng số bóng lượng bóng điện là có khi nó cũng nhân 4 nó mới lên rồi. Là nhiều khi nó dở. Kiểu gì là các bạn cũng phát sinh chi phí về cầu thang, cầu thiết này nọ linh tinh là các bạn tốn. Nên là cái chi phí đầu tư ban đầu nếu mà trên một cái mặt bằng phẳng so với một cái mặt bằng mà có nhiều tầng là các bạn đã bị thua thiệt rồi. Cái thứ hai là quản lý vận hành là sao ạ? Là có nghĩa là ba cái tầng đó bạn phải lắp đầy đủ camera và có những góc nó gọi là góc chết bạn không lắp được luôn, trừ khi mặt bằng đấy là thông sàn. Mà các bạn biết là thuê được một cái mặt bằng thông sàn 3 tầng là điều rất khó. Đúng không ạ? Mà bạn sửa chữa nó bạn phải đập tường của nó đi xong hoàn công lại bạn cũng tốn chi phí. Đúng không ạ? Nên là kiểu gì thì kiểu cố gắng là tối đa 2 tầng thôi. Đừng có mà chọn 3 tầng, bất đắc dĩ thì phải chọn, không có thì phải chọn, không thì thôi, chỉ 2 tầng thôi. Và cái việc giám sát rất dễ, có nghĩa là bình thường bạn ngồi ở cái sofa tiếp khách ấy, là bạn nhìn được tất cả nhân viên, đúng không ạ? Hoặc là bạn ngồi ở trong phòng họp của bạn, bạn mở cái nhìn qua tấm gương, bạn nhìn được tất cả nhân viên đang làm việc. Nhưng ở 3 tầng, tôi nói thật các bạn này, thằng PT nào mà nó dạy khách hàng mà nữ mà lại trẻ trẻ mà ngon ngon thì cẩn thận, nhầy. Mình ở tầng 1 mà nó ở tầng 3 thủ thỉ với nhau làm gì, đố ai biết được, có khi để toang mẹ dịch vụ. Nó nói vui vậy thôi chứ nhiều trường hợp nó bị như vậy. Đúng không ạ?
thì có nghĩa là cái việc giám sát của chúng ta về chất lượng nó khó, và nhiều khi các bạn sẽ bị lười chạy lên chạy xuống, không kiểm tra được cái dụng cụ, thành ra cái dụng cụ nó bị hỗn độn, đúng không ạ? Đấy, và một cái nữa là nhiều khi nó trông nó bí, nhìn vào cái phòng tập nó bí bách, nó không có thoáng, người ta không thích, đúng không? Người ta nhìn vào một tầng có 2-3 cái máy, người ta không thấy vui, mặc dù là tổng số lượng máy thì mình không hề ít, nhưng mà nhìn thấy nó không vui, đúng không ạ? Rồi, và cái cuối cùng là gì ạ? Là tính bền vững lâu dài. Nếu như chủ nhà tốt, đúng không ạ? Hợp đồng tốt, đúng không ạ? Điều kiện tốt, đúng không ạ? Chúng ta thuê được một cái mặt bằng mà người ta mua đất đấy, nó chỉ là đầu tư để đấy thôi, tích sản thôi, thì các bạn sẽ dùng được lâu. Còn nếu mà các bạn phải dâm đầu cơ, người ta lướt sóng thì thôi, toang, đúng không ạ? Thì đấy là những cái yếu tố vì sao để chúng ta quyết định là chúng ta phải rất thận trọng trong cái việc thuê mặt bằng. Thì hôm vừa rồi ở Hòa Bình ấy, chúng tôi có một cái vấn đề là này, nên tôi quyết định tôi hủy dự án đó. Hai vấn đề. Một là cái anh đối tác của tôi ấy, thì anh ấy đồng ý tất cả mọi thứ rồi, chỉ lên đấy là ăn uống xong là ký hợp đồng. Thì xin lỗi các bạn là trong cái lúc chuẩn bị ký hợp đồng thì tôi quyết định tôi hủy hợp đồng rồi tôi ký. Vì lý do rất đơn giản, anh muốn đặt cọc hợp đồng xong, anh nói với tôi là đặt cọc xong mà nhỡ mà không thuê được mặt bằng thì không lấy được lại tiền thì không làm được. Và nhỡ mà bên tôi là đặt cọc xong chúng tôi duyệt bừa một cái mặt bằng để cho họ làm. Họ nghĩ một cách rất là đơn giản là gì? Là vì ký hợp đồng rồi, đúng không ạ? Mà lúc đấy ký hợp đồng là chưa có mặt bằng. Thì chúng tôi sẽ duyệt bừa một cái mặt bằng để lấy tiền, còn lại là kệ mẹ họ. Tôi nói thật là nếu mà đã không có niềm tin thì chúng ta không chơi với nhau. Thì đấy là lý do đầu tiên tôi dừng. Cái lý do thứ hai nữa, bạn ấy nói là bạn ấy muốn nhảy vào trực tiếp là điều hành cái công ty. Thì mình thấy là cái bạn đấy, bạn ấy không có kinh nghiệm gì trong ngành này nên mình từ chối. Mình bảo phải là một người khác, phải là một người có kinh nghiệm trong ngành này thì tôi mới đào tạo, còn bạn thì tôi không đào tạo được. Bởi bạn không phải là PT, bạn chưa từng làm gì cả nên tôi không dạy được. Đấy, tất nhiên là vẫn có thể làm được nhưng mà tỷ lệ làm thành công nó rất là thấp. Nên tôi từ chối. Dựa trên hai yếu tố đó nên tôi quyết định tôi từ chối các bạn ạ. Tôi không thể chấp nhận được một cái đơn vị nào nghĩ rằng là chúng tôi sẽ duyệt cho một cái cơ sở nhận một cái mặt bằng một cách bừa bãi. Xin lỗi các bạn đi, tôi là cái thằng cực kỳ sốt ruột mà tôi phải đi vào liên tục để thẩm định mặt bằng. Và đích thân tôi phải xem mặt bằng nó trông như nào tôi mới cho ký hay không, còn không là còn mướt tôi mới cho ký. Không bao giờ tôi cho ký luôn. Là họ nghĩ rằng là chúng tôi cho họ người khác ký chỉ để lấy tiền, không có đâu các bạn ạ. Tôi không thể mạo hiểm lấy được mấy trăm triệu các bạn xong rồi cuối cùng là gì? Là chết cả hệ thống tôi để tôi không chơi kiểu đó. Đấy, nên các bạn phải hiểu là cái tầm quan trọng mặt bằng nó cực kỳ quan trọng chứ đâu phải vớ vẩn đâu, mà mình thích thì mình duyệt được, không có. Thì đây tôi lại phân tích tiếp các bạn vì sao nó lại như thế. Rồi, chúng ta sẽ chỉ ra những cái sai lầm. Người đầu tư thì luôn cố gắng là chắc cốp. Nhưng tôi nói bạn chẳng có gì là tuyệt đối cả, chẳng có gì có thể là chắc cả, đúng không ạ? Có những bạn đi thuê những cái mặt bằng cực kỳ bé. Ngay cả hệ thống của tôi có những người làm, ví dụ như tôi với Sĩ. Hồi đầu tiên chúng tôi rất là lo lắng, Sĩ cũng thế, gặp tôi một thời gian phải quyết định mua luôn. Sĩ nhờ, anh em mình quyết định làm luôn thương hiệu. Nhưng mà lúc đấy Sĩ cũng rất là cẩn trọng. Là vì thực ra là có hai lý do. Một lý do là Sĩ muốn làm trước để test xem cái mô hình này có ok không. Cái lý do thứ hai là cái chủ nhà đấy nó cũng bảo là cho thuê lại cái tầng trên, nên là trường hợp nếu mà mình cần tăng cái diện tích thì mình làm cái tầng trên. Thì anh em chúng tôi làm cơ sở đấy và phong thủy cơ sở đấy rất tốt, có cả một cái hồ cá koi mà cá nó phải to bằng cái đuôi của mình ấy. Anh Phương bán cá thì biết chắc cá đấy chắc đắt tiền. Thỉnh thoảng là tôi với Sĩ vẫn hay ngắm cá coi. Vâng. Thế thì các bạn biết không? Đến cái phòng tập đấy là nó hoạt động cực kỳ tốt luôn. Cực kỳ tốt luôn. Nhưng mà mỗi tội các bạn biết không? Nó chật quá. Thành ra là chúng tôi không tuyển được đông nhân viên hơn. Nó không có chỗ cho nhân viên làm việc. Đến lúc chúng tôi cải tạo nó rất khó. Cực kỳ khó. Và đáng lẽ ra nếu như thời điểm đó mà chúng tôi thuê được mặt bằng 250m Sĩ nhờ, thì bây giờ là anh em mình có văn phòng đầy đủ và yên tâm không phải chuyển. Thế nhưng mà đến bây giờ các bạn biết không ạ? Tôi với Sĩ vẫn đang phải là đợi tình hình dịch nó như nào để chúng tôi tập trung để push cơ sở đấy lên và chúng tôi sang một cơ sở 300m lớn hơn. Thì có nghĩa là các bạn tưởng tượng là Sĩ lại phải mất thêm một khoản đầu tư mà đáng lẽ ra là nó không phải mất. Nhưng mà câu chuyện là gì? Nó luôn có hai mặt. Cái việc cẩn trọng của Sĩ là rất tốt bởi vì sao? Nó giảm thiểu cái sự rủi ro của nhà đầu tư. Nhưng mà chúng ta làm nó bé quá đến mức độ mà chúng ta không thể duy trì được nó thì nó lại thành không ổn. Nhưng mà rõ ràng trong giai đoạn dịch thì nó lại vô địch. Đúng không Sĩ? Trong giai đoạn dịch thì nó vừa tối ưu công suất, nó lại vừa đủ, nó kiểm soát được chi phí, nó vô địch luôn, chẳng sợ gì cả. Nhưng mà đến khi mà khách nó đông cái thì mình lại thấy choáng. Đấy, thì nó xảy ra hai trường hợp. Một, quá nhỏ thì bạn sẽ thấy là công suất của bạn không đủ để phục vụ, bạn không thể tối ưu được, đúng không ạ? Bạn tưởng tượng 4 đứa PT, 4 khách hàng dạy 8 người làm phẳng. Tôi nói thật các bạn, các bạn phải tính toán ít nhất 10 PT dạy 10 khách cùng một giờ mà ok thì đấy là ok, là kinh điển luôn đấy. 10 PT cộng 10 khách tập là 20 người, cộng với lễ tân các thứ trong một cái phòng trong một giờ là chuẩn. Là tôi khẳng định các bạn full được công suất đấy là bạn giàu mẹ rồi. Chắc chắn là giàu luôn. Một ngày làm độ 5 show như vậy là 50 show check in là kinh rồi. Có đúng không nhỉ? Đấy, là kinh điển rồi. Được chưa? Thì đấy là cái mà các bạn cần phải lưu ý. Cái mặt bằng quá lớn là thế này này. Thì nhiều người ta bị một cái tính nó gọi là sĩ diện. Đúng không? Nó sĩ.
sĩ có nghĩa là tao mới ra làm đầu tư, tao phải làm cái gì thật hoành tráng, tao thuê cái gì thật hoành tráng. Các bạn phải tránh nhầm tưởng với những người, ví dụ như tôi mở phòng tập ấy, thì nhiều khi tôi mở cho hệ thống nó mạnh thôi, tôi mở ra để tôi nghiên cứu những cái chiến lược mới thôi, chiến dịch gì tôi áp dụng, tôi phân tích thôi, hoặc là tôi test mô hình thì tôi mở to nhỏ không quan trọng, đúng không ạ? Các bạn sẽ để ý thằng Hải Lương Coffee mà cái đầu tiên nó mở bao rộng đẹp hoành tráng, lợi nhuận thì không, nó đâu quan tâm đến việc đó đâu, tại vì nó mở ra để làm thương hiệu thôi, chứ nó không phải mở ra để kinh doanh. Các bạn cứ để mà xem, hay tất cả những thằng chi nhánh đầu tiên nó đều làm rất tốt và nó rất là đẹp, rất là chỉn chu hoành tráng, đúng không ạ? Thì bạn đừng làm như vậy. Nhưng mà nhiều bạn lại đi đầu tư ấy, các bạn ấy cứ thích phải to hoành tráng này nọ linh tinh, thành ra là nó bị tăng chi phí khủng khiếp luôn và nó không tối ưu được công suất, có nghĩa là nó bị thừa ấy các bạn ạ. Các bạn tưởng tượng một cái phòng private mà 400 mét sàn để bạn dùng hết làm sao được, đúng không? Các bạn dùng hết làm sao được? Tôi nói thật với các bạn có tuyển 20 PT không? 20 PT dạy cũng không hết được 400 mét đấy. 400 mét thì nó khác quá như cái phòng green của phòng thương mại green của sĩ nhỉ, đúng không? Có mà phải đến 200 khách tập, 100 khách tập 1 giờ cũng được, đúng không? Nếu mà 400 mét, đấy còn máy kim chi chiếc. Đấy thì thành ra là các bạn phải tính toán là nó không cần thiết phải như vậy. Nhiều khi nó khoảng độ 10 khách hàng, 10 PT tập cùng 1 giờ mà full được thì đấy là thành công rồi. Thì đâu đó khoảng độ 300 mét là đẹp. Trừ công trình phụ với cả văn phòng đi, nó có khoảng 250 mét diện tích. Là tôi khẳng định với các bạn là mặt bằng vài vết như vậy là đẹp, thoáng và đúng nghĩa. Không bị tăng chi phí nhá. Rồi, mặt bằng thì giao thông thì không thuận tiện và khó tìm kiếm. Đấy, nhiều bạn chọn mặt bằng mà ở trên một mặt đường. Ví dụ như Thái Bình ấy, Thái Bình là ở đường một chiều các bạn ạ. Nhưng mà đường một chiều là đường một chiều cho ô tô. Thế nhưng mà nó hay ở cái là gì? Chúng tôi vẫn đồng ý là bởi vì nó nằm ngay ở một cái ngã ba có một con đường khác. Con đường đấy thì được phép đi hai chiều, đâm thẳng phát vào đến cái đường đấy là đến. Thành ra là khách hàng người ta không phải quay đầu. Nên là ok, vẫn chấp nhận được và vẫn đỗ xe được thì tôi vẫn ok. Và cái phố đấy nó là một cái phố cổ về buôn bán quần áo. Thành ra là cái traffic nó tương đối tốt. Thế nên là chúng tôi chọn cái mặt bằng như vậy. Mặt bằng không có chỗ đỗ xe ô tô ấy, thực ra mà nói thì cũng không phải vấn đề quá lớn khi các bạn ở Hà Nội hay là ở Sài Gòn, nhưng nó sẽ là một vấn đề lớn khi các bạn ở tỉnh, bởi vì ở tỉnh thì đất nó rất là rộng, đúng không ạ? Mà không có ô tô là người ta không happy, nên ở tỉnh lẻ thì bắt buộc phải có chỗ đỗ xe ô tô. Còn Hà Nội không có chỗ đỗ xe ô tô là chuyện bình thường, đúng không ạ? Bởi vì ở Hà Nội ở đâu chả thấy làm gì có chỗ đỗ xe đâu các bạn, hiếm lắm. Không có, trong chung cư mà chủ nhà còn không có chỗ đỗ xe, nói gì đến cái việc là ở ngoài đường đâu ạ. Rồi, cái tiếp theo nó là gì ạ? Cái mặt bằng của bạn nó khó tiếp cận được cái khách hàng mục tiêu. Thì có nghĩa là gì? Khách hàng mục tiêu của bạn là một kiểu khách như thế này, nhưng mà cái nơi bạn đặt mặt bằng ấy, nó lại tập trung toàn những cái người cư dân, nó thuộc một cái tệp khác. Tôi lấy ví dụ như là khu sinh viên đi. Sinh viên nó sinh sống nhiều chẳng hạn, công nhân nó sinh sống nhiều, bạn đặt finish private đấy bạn chết luôn, đúng không nhỉ? Bạn đứt luôn. Bạn phải ở những cái nơi mà gì? Người ta ăn, người ta ngủ, người ta chơi, người ta làm việc, đúng không ạ? Khách ở đâu thì chúng ta đặt mặt bằng ở đó thì nó mới đúng. Khách chăn chơi ở đâu, khách ăn ở đâu, khách ngủ ở đâu thì chúng ta xuất hiện ở đó. Thì bây giờ chúng ta đặt một cái mặt bằng mà nó không liên quan gì đến khu vực đấy thì toang rồi. Và nhiều khi các bạn có một cái lô đất hoặc một cái liền kề trong một cái khu mà nó gọi là khu đô thị quy hoạch, nhưng mà có lác đác được mấy nhà về đấy, các bạn đem phòng tập đặt đấy thì có ba nó tập, đúng không ạ? Vì dân nó vẫn ở tập trung ở những cái khu phố trung tâm, nên thành ra các bạn xác định làm mô hình này cứ nhảy vào phố trung tâm mà làm, được chưa? Cứ đông người mà làm nhé, chứ đừng có đi xa, kể cả mặt bằng đẹp hơn không làm, được chưa? Nên là hôm vừa rồi ở Ninh Bình nó giới thiệu cho chúng tôi một cái mặt bằng hơn 435 mét thì phải. Ui, nhưng mà nó xa các bạn ạ, nó xa. Mà mặt bằng rộng thênh thang, có cả điều hòa sẵn, điện nước đầy đủ hết mà thuê có 12 triệu. Rẻ dã man con ngan luôn. Nhưng mà chúng tôi vẫn không thuê. Tôi chấp nhận thuê mặt bằng lớn đắt hơn một tí là 15 triệu. Nhưng mà nó ở trung tâm phố chính. Mà cái phố đấy lại toàn đại gia ở Ninh Bình ở. Đấy, toàn là những người giàu ở Ninh Bình ở. Nên là chẳng có lý do gì tôi lại không thuê. Mà nó lại có một cái ao, một cái hồ rất là đẹp, sạch sẽ. Thế có nghĩa là mùa hè dân có thể là tập trung ở đấy rất là đông. Bên cạnh đấy lại có một cái siêu thị điện máy nữa. Nói tóm lại là nó khá là ok. Cách mặt đường chính khoảng độ tầm 3-5 mét. Mà mặt đường ngõ trong đấy thì cũng cực kỳ to luôn. Ô tô đỗ thanh thang luôn. Đấy. Rồi. Các bạn lựa chọn một cái mặt bằng có cái chi phí thuê quá lớn. Thì tôi lấy ví dụ như này. Giả sử doanh số là 400 triệu. Không anh ạ. Cái hồ đấy là hồ của quốc dân anh ạ. Hồ đấy nó rộng lắm, anh thả bao nhiêu cá coi cho nó vừa thầy. Phải anh, chết đấy anh ạ. Có mấy con cá coi nhỏ nhỏ cũng ăn thua. Trừ khi người ta cho buôn cá coi thì phải mới thả được. Rồi, chi phí quá lớn. Bây giờ chúng ta cứ lấy ví dụ như này đi. Các bạn đi thuê một cái mặt bằng 50 triệu. Doanh số các bạn khoảng độ 400 triệu một tháng. Thì chi phí mặt bằng nó chiếm khoảng độ 12%, 12,5%. Có đúng không các bạn? Là chi phí chiếm bất không 12,5%. Nhưng mà chúng tôi đi thuê mặt bằng 12 triệu, 15 triệu. Doanh số 400, nó mới có hết bao nhiêu các bạn? Có 4% thôi.
Có nghĩa là bạn không làm gì mà chỉ cần thuê mặt bằng giá rẻ hơn 3% nhờ. Giá rẻ hơn là các bạn đã gì ạ? Đã lãi hơn thằng kia là gì? 9% rồi, lợi nhuận rồi, thế là thắng rồi còn gì nữa. 9% mà lợi nhuận như vậy là cao hơn cả lãi ngân hàng là ok rồi còn gì nữa. Lãi ngân hàng hình như có 7% sao? Tuấn Anh à? Lãi suất tiết kiệm gửi tiền gửi có 7% hay sao? Cơ đó thôi thầy, 7-8%. Ừ đấy. 7%. Thế bây giờ mà chỉ cần tìm được mặt bằng ngon giá rẻ hơn thôi là cái lợi nhuận mình đã được chuyển rồi. Đúng không nhỉ? Là mình ngon hơn rồi. Nhưng mà nhiều người thuê mặt bằng bất chấp lắm, hoành tráng lắm, 5-70 triệu ra làm chết ngay. Tôi nói các bạn, tôi đã bảo rồi, ngày xưa ở Hà Nội thuê toàn thế thôi và chúng tôi thuê là chúng tôi chật vật luôn. Nhưng mà sau này thì tôi mới phát hiện là ở thị trường tỉnh ấy, cái này là phải nói thật với các bạn là ngày xưa tôi không biết. Đến khi mà tôi đi nhiều tỉnh quá thì tôi hỏi về chi phí mặt bằng ấy, tôi đi đâu tôi cũng hỏi về anh ơi thuê mặt bằng này, tôi cứ lân la quán trà đá quá. Tôi tìm hiểu ấy, nó rẻ đến mức kinh hồn luôn. Sau này tôi biết là hóa ra là đây hôm nay mới chia sẻ thật với các bạn. Vì sao tôi lại tập trung vào thị trường tỉnh? Đó là bởi vì tôi phát hiện ra một việc là chi phí thuê mặt bằng ở các tỉnh nó cực kỳ rẻ. Trừ Hà Nội, Sài Gòn và Đà Nẵng ra thì tôi nghĩ là có thể Bình Dương cũng sẽ cao. Nhưng mà tôi nghĩ là Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Hải Phòng cao. Nhưng mà Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hải Phòng là bốn cái thành phố mà có chi phí mặt bằng được gọi là cao nhất, thuê nhất, cao nhất cả nước đấy, đắt nhất đấy. Tôi nghĩ là như vậy. Đấy, còn tất cả các tỉnh khác nó đều rất là thấp thôi. Thế tôi nghĩ rằng là nó lợi thế như vậy. Mà thế thì tại sao mình không tập trung phát triển hệ thống của mình ở tỉnh chứ mình đi đánh vào thành phố làm gì? Vì khả năng hiệu quả nó thấp. Đấy, doanh số thì vẫn thế nhưng mà câu chuyện là chi phí đầu tư nó đã khác nhau rồi. Thành ra là tôi tập trung hết toàn bộ nguồn lực, tôi đánh hết và tôi không phát triển ở thành phố lớn. Không, Hà Nội tôi không phát triển. Thực sự mà nói là tôi không phát triển vì nó bị giá nó thuê nó ảo quá. Nó ảo kinh hồn ra. Rồi. Cuối cùng là chọn mặt đất, thô hạ tầng thì cái này tôi nói rồi nên tôi xin phép các bạn là tôi không nói nữa. Được chưa? Đấy, thì đây là những cái sai lầm khi mà chúng ta đi thuê mặt bằng, các bạn cố tránh nhá, bạn cố phải lưu ý nhá. Được chưa? Thực ra là do các bạn ấy, giống tôi ngày xưa là chúng ta không xây được một bảng định mức CCSC, thành ra là chúng ta không biết được cái chi phí thuê mặt bằng nó chiếm bao nhiêu phần trăm. Nên là cuối cùng chúng ta cứ thấy ok là chúng ta thuê, chúng ta không dự báo được doanh thu của công ty, nên là chúng ta cứ có sao chúng ta thuê vậy. Thế nên tôi nói với các bạn là nhiều khi doanh thu của công ty trong giai đoạn dịch ấy, một vài phòng tập nó cứ 100 triệu, 150 triệu nó không chết được các bạn. Các bạn có tin không ạ? 4 bạn PT hoạt động thôi, dịch mà chỉ có 4 bạn PT hoạt động, thuê mặt bằng doanh thu 150 vẫn có tiền bỏ túi, trong khi các công ty khác là vật vã chết rồi. Đấy, thì vì chi phí mặt bằng nó thấp, nó lợi thế như thế nhé. Nhưng mà săn được chi phí mặt bằng thấp thì không phải chuyện đơn giản, và điêu được chi phí mặt bằng thấp thì không phải chuyện đơn giản. Rồi, khi mà mình đi thuê mặt bằng ấy thì mình hay gặp những cái sai lầm, nó là cái hợp đồng thuê của các bạn nó không có tính pháp lý rõ ràng và thiếu minh bạch và nó không chặt chẽ. Thì thông thường các bạn hay tìm một cách, đó là bạn Google, bạn search là cái hợp đồng thuê nhà và bạn đưa xuống. Sau này bạn đối chiếu bạn mới thấy là có những điều khoản nó không được thực thi, hoặc là thậm chí là có những khoản mà bạn viết bạn không rõ ràng. Đúng không? Rồi, người ta thì sẽ mỗi một năm tăng giá 10% là các bạn ký vào đấy là bạn đứt rồi. Nên là tăng giảm giá nó bất lợi cho mình thì mình cũng không nên. Đặt cọc và thanh toán thì người ta bắt bạn thanh toán theo năm là bạn toang rồi, bạn bị chôn vốn rồi. Nó cũng rất là rủi ro. Đúng không ạ? Và những cái điều khoản ví dụ như là đơn phương chấm dứt hợp đồng, đúng không? Là các bạn cũng không làm chặt chẽ thì các bạn cũng dễ đứt. Và cuối cùng nữa là gì, các bạn thuê mặt bằng mà người ta không cho bạn thời gian setup sửa chữa thì đấy cũng là một cái thiệt thòi đối với các bạn. Thì đấy là những cái sai lầm khi bạn đi thuê mặt bằng, tí nữa chúng ta sẽ đi giải quyết nó. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ phải, các bạn sẽ phải giúp tôi là các bạn điền cho tôi một cái bảng, được chưa? Là chân dung cái mặt bằng của các bạn thì nó bao gồm diện tích, vị trí, giao thông, giá cả, điều khoản thanh toán, cơ sở hạ tầng và các yếu tố khác. Nghĩa là mỗi một các bạn ấy, các bạn có một cái tệp khách hàng riêng của mình, đúng không ạ? Cái mô hình riêng của mình, ý tưởng riêng của mình. Bạn hãy xây cho tôi một cái bảng tương tự như vậy. Thì sau này các bạn đi ra ngoài, bạn tìm mặt bằng ấy, bạn cứ cầm cái tiêu chí này bạn đi, thì bạn nhìn thấy ngay được cái nào nó sẽ phù hợp với mình để đỡ mất công, nó dễ. Nếu như bạn làm bài tập ở các phần trước thì đến phần này bạn sẽ xây được. Còn nếu như bài tập phần trước bạn không làm thì phần này bạn cũng không xây được. Mà nếu mà không xây được thì chúng ta sẽ lướt đi nhanh. Ok không ạ? Các bạn. Rồi. Chúng ta đến cái phần cuối cùng, đó là đàm phán và thương thảo hợp đồng thuê mặt bằng. Được chưa? Thì cái việc đầu tiên tôi khuyên các bạn này, là các bạn hãy chọn cho mình một cái danh mục
và các bạn lựa chọn khoảng độ 2 đến 3 cái mặt bằng để mình thương thảo. Và dựa trên cái bảng tiêu chí kia thì bạn sẽ lựa chọn ra 2 đến 3 cái. Khi bạn không có tiêu chí thì bạn sẽ chọn bừa, nó rất là mất thời gian. Sau đó thì bạn hãy hợp tác với một bên công ty nào đó, bạn thuê người ta làm một cái bộ hợp đồng. Tôi nghĩ là mất khoảng độ 10 triệu. Chúng tôi làm với một đơn vị luật, nó tư vấn cho mất khoảng độ 10 triệu và bảo hiểm đến 10 tỷ. Có nghĩa là nếu mà rủi ro mà đền bù hợp đồng thì họ mà sai ấy, mà bất lợi cho cái người làm hợp đồng ấy, họ sẵn sàng là bồi thường đến tối đa là 10 tỷ. Nên là cái tỷ lệ rủi ro cực kỳ thấp. Yên tâm, luật sư nó đứng ra làm điều khoản thì rất là chặt chẽ, đúng không ạ? Và theo cái quy định mới của nhà nước thì hợp đồng thuê nhà mà cá nhân ký với cá nhân không cần đi công chứng thì nó vẫn có giá trị về mặt pháp lý. Cách đây khoảng độ 4 năm trước mà các bạn không công chứng thì cái hợp đồng đấy nó không có giá trị, nhưng bây giờ theo tôi được biết thì nó có giá trị. Thế thì để cái hợp đồng đấy nó thực sự có giá trị ấy, thì các bạn phải biết này, khi mà cái chủ mặt bằng nó đứng ra cho thuê thì cái việc đầu tiên của các bạn ấy là bạn phải yêu cầu người ta cho mình xem cái sổ đỏ, sổ hồng có tên của cái thằng chủ nhà không. Thực ra mà nói là tên của chủ nhà mà có 2 người thì mà đúng quy định là phải có 2 người ký vào trong đó và có tên của 2 chủ nhà, ví dụ chồng với vợ, ở trong cái điều khoản hợp đồng đó thì cái tính giá trị pháp lý nó mới chặt chẽ, đúng không ạ? Còn nếu như mà ví dụ như mặt bằng của ông Trường như là ông Sĩ đứng ra cho thuê thì phải có giấy ủy quyền của ông Trường và sổ đỏ photo thì đính kèm vào đó để bạn xác nhận thông tin thì mới được coi là giá trị pháp lý. Vì nhiều khi anh em mình ấy cứ bị một cái trường hợp đó là không có xem cái sổ đỏ vì ngại hỏi xem cái sổ đỏ của người ta, thành ra là gì ạ, các bạn cứ kiểu là cứ ký bừa với cái thằng đấy thôi, thế anh em tin nhau, nhưng đến khi rủi ro xảy ra ấy, nó hủy mặt bằng của bạn, nó chẳng chịu trách nhiệm gì với bạn vì nó không bản năng là nó đã không có trách nhiệm gì trong cái việc là cho thuê rồi. Nên cái đây là một cái điều khoản liên quan đến hợp đồng mà bạn hết sức lưu ý cho tôi, vì tôi thấy là có rất nhiều những cái rủi ro liên quan đến việc đi thuê nhà trong trường hợp như vậy. Rồi bạn cần phải chuẩn bị sẵn những cái điều khoản và thương thảo để đi vào thương thảo, và cái cuối cùng đó là bạn cần phải chân thành và bạn sử dụng cái sức hút tuổi trẻ để thuyết phục. Thế thì bây giờ tôi sẽ đi phân tích sâu hơn ở cái phần này là như này. Đây, thứ nhất này, theo quy định của nhà nước ấy thì các bạn phải biết là hợp đồng nó không được viết bằng đô, nên là đồng chí nào mà nó điền giá thuê nhà bằng đô ấy thì bạn hãy thận trọng nhé, là bạn bắt buộc phải sửa bằng tiếng Việt. Vì sao chủ nhà lại là bắt các bạn tính tiền theo đô? Bởi vì nó sợ là trượt giá do lạm phát, thành ra nó bắt như vậy. Nhưng mà theo quy tắc chúng ta ngầm hiểu với nhau ấy, nếu mà tính tiền theo đô ấy thì bạn không được phép tăng hay là giảm giá thuê mặt bằng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đồng đô nó tăng hay giảm thì nó theo thế giới rồi. Còn nếu bạn tính theo tiền Việt thì bạn mới có cái điều khoản là tăng giảm không quá bao nhiêu phần trăm. Nhưng mà ngày xưa tôi đi thuê tôi không biết là vẫn bị áp cái điều khoản tăng giảm giá đó. Đấy, nhưng mà may quá cái chị chủ nhà đấy rất là tốt, và thậm chí là tôi thuê mặt bằng 50 triệu mà vừa rồi tôi xin xuống 30 triệu chị đồng ý, sau đó tôi lại cho thuê lại một cái tầng 1 chị cũng đồng ý luôn. Thành ra diện tích rất là rộng và làm thoải mái. Đúng không ạ? Đấy thì cái đấy các bạn cần phải lưu ý. Nhé. Cái thứ hai là nếu mà điều chỉnh giá thì nó sẽ có điều khoản như này các bạn nhé. Là 2 năm tăng giảm không quá 10%. Tăng hoặc giảm không quá 10%. Có nghĩa là cứ 2 năm chúng ta sẽ điều chỉnh giá một lần. Và cái điều chỉnh giá đấy là tăng giảm không quá 10%. Và các bạn sẽ ngồi cùng với chủ đầu tư. Có nghĩa là các bạn có quyền điều giá giảm xuống chứ không nhất thiết lúc nào phải tăng lên. Hình dung không ạ? Nhưng mà có một cái trường hợp thế này. Là anh em mình đi thuê ấy, cứ mặc định trong đầu mình ấy, là thằng chủ nhà nó không giảm giá đâu. Mình không thể điều giảm giá được. Và mình cứ nghĩ rằng mình không có quyền đó. Nên là mình không dám. Thì hôm vừa rồi dịch bệnh ấy, thì anh là một thằng cực kỳ lịch sự, có nghĩa là các bạn tưởng tượng là 6 tháng đóng cửa anh vẫn chuyển tiền đầy đặn cho chị đó, đến khi mà nó hết dịch nó mở lại anh bắt đầu mới nói chuyện với chị ý. Nghĩa là anh có một cái rất là thông minh, đó là tiền trảm hậu tấu. Các bạn hiểu với anh không ạ? Đồng tiền đi trước luôn là đồng tiền khôn. Tôi lấy ví dụ như này, các bạn biết nhân viên các bạn làm PT không ạ? Khách hàng nó thanh toán một phát pay in full, các bạn thấy vui không, sướng không? Sướng thì gật đầu cái xem nào. Thế bây giờ khách hàng đặt cọc có 5 triệu, xong nó cứ nhây mẹ một tháng sau nó thanh toán, các bạn có cay không? Vậy thì cái khách hàng mặt pay in full, các bạn phục vụ người ta có nhiệt tình hơn khách hàng kia không? Chắc chắn luôn. Trong thâm tâm các bạn muốn thế. Đúng không ạ? Vậy thì tôi nói các bạn này, sau này các bạn làm cái gì, giao dịch với bên nào mà uy tín, các bạn cố gắng trả tiền trước cho nó, nhiều hơn cho nó. Thì tôi nói các bạn nó sướng lắm, nó hạnh phúc lắm. Ngay cả tôi, như tôi các bạn ký hợp đồng của tôi, tôi bảo đặt cả một phương em thanh toán anh 50%. Tôi cầm tiền các bạn, tôi nhiệt tình mẹ gấp 10 là cái chắc luôn. Nó là bản năng các bạn ạ.
tự nhiên được người ta trả tiền nhiều hơn là mình thấy thích thú, mình thấy vui, mình muốn giúp đỡ người ta, mình mặc định cái người đối tác kia là một người rất là dễ thương, nên là lúc đấy nó không liên quan đến quy trình nữa mà nó liên quan đến cảm xúc. Mà một khi người ta có cảm xúc tốt, người ta sẽ làm mọi thứ cho các bạn. Nên là tôi nói các bạn, tôi mà đi ký hợp đồng với bên nào mua cái gì đấy, tôi toàn trả nó thêm thôi các bạn. Tôi nói thật các bạn luôn, tôi đi mua xe thế, mua đất thế, tôi bảo thẳng là bây giờ đặt cọc này, thôi anh bảo này, bây giờ như này đi, mày làm cho anh cái thủ tục hợp đồng, anh không phải xem giết đâu, anh chuyển mày tiền luôn, anh chuyển tiền xong anh đến, ok chưa? Nó mừng lắm các bạn, thực sự là mình đã biết về thương hiệu của nó, mình biết là cái chất lượng xe nó rồi, nhưng mà mày phải đảm bảo cho anh cái xe không được, mày phải hoàn lại tiền cho anh đến anh xem xe, mày không hài lòng mày đâu ạ? Ôi em ok anh luôn, thế là mình chuyển tiền cho nó 100 triệu đặt cọc, ok chưa? Anh đến anh chuyển tiếp cho em thấy ok không? Em ok. Thế là tôi bảo một phát, tôi đến một phát tôi thấy ok, tôi thanh toán luôn cho nó tiền. Tôi chuyển tỉnh phát tinh tinh vào trong tài khoản, nó sướng. Nó phục vụ mình như bốn luôn các bạn. Đúng không ạ? Bởi vì nó là tâm lý mà một thằng bán hàng nó muốn là được có doanh số tốt. Vậy thì câu chuyện là người thuê nhà cũng vậy. Các bạn cứ thanh toán tiền nhà đầy đủ. Đừng bao giờ đòi hỏi gì hết, các bạn cứ thanh toán đầy đủ, đừng bao giờ chậm. Ví dụ ngày mùng 5 đấy. Ngày mùng 5 thanh toán, các bạn có điều kiện mà tài chính tốt đấy. Các bạn pay trước mẹ luôn. Ngày mùng 1 mình thanh toán được. Hoặc là bạn nào mà tinh ý nhé, mà biết chủ nhà mới tín ấy, thì các bạn biết ngày mùng 1 không ạ? Ngày mùng 1 các bạn chuyển tiền cho người ta trả tiền nhà. Tôi nói các bạn đều sợ là thiệt về mình, nhưng các bạn sợ là mùng 1 vừa xuất tiền là không tốt. Tôi thấy nó không phải như vậy. Cái đấy quan điểm đấy nó không đúng. Đúng không ạ? Thì các bạn hiểu là ngày mùng 1 các bạn gửi đến chủ nhà một lời chúc kèm theo vào: chị ơi, em xin phép thanh toán tiền nhà sớm hơn cho chị, chúc chị tháng mới là mạnh khỏe, lộc xuân, các kiểu này nó còn là điều. Tôi nói các bạn, người ta đọc mà người ta mê tín, người ta thích, người ta có thiện cảm với các bạn, đằng nào các bạn chẳng bao giờ lấy tiền, nó rẻ đi được đồng nào đâu. Nhưng mà khi bạn làm cái việc đó mà dịch bệnh nó xảy ra, 2 năm sau nó khó khăn kinh tế, bạn hẹn chủ nhà uống cà phê, người ta đi ngay, bạn nói chuyện, người ta kể lể câu chuyện là em khởi nghiệp nhưng mà cũng không được thuận, thực sự với chị là tình hình kinh doanh nó hơi khó khăn, em đến đây là xin phép chị. Đây là em xin chị giúp em, cứu em. Đó là cho em xin là năm nay giảm cho em 20-30% tiền nhà. Tôi nói các bạn, mặt bằng của bạn có 30 triệu, 20 triệu giảm 20-30% không phải là vấn đề với họ. Quan trọng là thái độ mình tốt các bạn ạ. Thì các bạn làm được việc đấy, tôi khẳng định bạn điều mặt bằng rất dễ. Làm gì cũng dễ nhá. Nên cố gắng là đừng có chắc quá. Các bạn đừng có ích kỷ mà nghĩ cho mỗi bản thân mình. Khi mà các bạn xác định làm gì với người ta thì bạn đã ký hợp đồng rồi, thì có nghĩa là bạn thanh toán nghĩa vụ nó tốt hơn, nó nhanh hơn, thì người ta quý các bạn lắm. Còn nếu không thì mình đừng ký hợp đồng. Mà đừng ký thì bạn không cần phải làm gì hết. Đúng không ạ? Nha. Rồi. Cái thứ hai là cái đặt cọc. Đúng không? Và cái kỳ thanh toán. Thì vì sao nó lại sinh ra cái việc đặt cọc? Thực ra cái việc đặt cọc ấy, nó chỉ liên quan đến cái việc hủy hợp đồng thôi. Các bạn hiểu với tôi không ạ? Là đền bù hợp đồng mà thôi. Và cái trường hợp thứ hai là nhỡ mày cứ để mày cuốc mày bỏ đi ấy, thì tao phải bắt mày hoàn trả mặt bằng, mà mày không hoàn trả được tao có cái cọc phải tao hoàn trả. Đấy, nó có hai lý do như vậy. Và thanh toán trước hay sau ấy, thì thực ra là chủ đầu tư nó muốn trưng dụng vốn các bạn thôi. Đúng không ạ? Chứ không có gì hết. Nên các bạn phải hiểu này này. Tôi nghĩ đặt cọc tối đa 3 tháng là được rồi. Còn không đặt cọc 1 tháng được. Quan trọng là điều khoản phạt hợp đồng nó như này. Cố gắng làm sao để điều được khoảng cọc 1 tháng thôi để mình đỡ bị chồn vốn. Vì chúng ta là khởi nghiệp, chúng ta không nhiều tiền. Ông nào giàu thì thôi cũng nói. Nhưng ông nào mà không có nhiều tiền thì 1 tháng chênh ra 2 tháng cũng được giải quyết được rất nhiều vấn đề rồi. Cái thứ hai là đặt thanh toán cũng thế. Cố gắng thanh toán tối đa 3 tháng, không thanh toán 6 tháng, nghe 1 năm. Nhưng nếu khách hàng bảo không, chị bây giờ chị không có thời gian đi thu tiền, em phải giúp chị thanh toán 1 năm hoặc 6 tháng, thì bạn lại phải nó có một cái quy tắc trong đàm phán là thế này này: nhượng bộ và đáp trả. Có nghĩa là gì? Ok, nếu mà chị muốn em thanh toán 6 tháng 1 năm thì em thấy cũng được thôi. Vì cái này là mình phải thỏa thuận. Vì luật quy định thì thường là thanh toán 3 tháng tóc 3 tháng thôi. Bây giờ chị muốn em như vậy thì bọn em cũng phải dồn tiền. Thế bây giờ như này đi, giá đang thuê hiện nay là 15 triệu một tháng. Đúng không ạ? Thanh toán 3 tháng cọc 3 tháng. Bây giờ em cọc chị 3 tháng, em thanh toán cho chị 6 tháng. Giá bây giờ là 14 triệu. Em thanh toán cho chị 1 năm, giá là 13 triệu rưỡi. Nếu chị đồng ý em thanh toán luôn, năm nào cũng đều đủ. Tại vì mình sẽ tính cho người ta cái biên độ và cái lợi ích của mình. Thì mình chơi thôi. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Còn nếu không thì các bạn đừng có vội vàng đồng ý, các bạn nên đưa ra một cái điều khoản lưỡng lự rồi cộng trung bình chia đôi, thì ít nhất là bạn cũng không phải thanh toán nhiều và cũng không phải cọc nhiều. Có một cái phương án cuối cùng là hai thằng đều không đi đến thống nhất, thì mình chơi lại cộng trung bình chia đôi. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Giả sử giá thuê nhà bạn muốn 15 mà người ta bảo 13 thì mình vẫn cộng chia đôi thì mình lấy 14. Thôi chị nhường một tí, em nhường một tí cho nó phấn khởi. Nhà. Đấy là có khi là chủ nhà nó ok. Hoặc nếu không được như thế thì thôi 2 năm đầu tiên chị hỗ trợ em mức giá này 13 triệu. Đúng không? Hai năm tiếp theo trở đi thì mình 14 triệu, và 2 năm nữa thì gì 15 triệu. Người ta không đồng ý thì mình lại chơi kiểu 2 năm đầu tiên 13 triệu. Còn 3 năm tiếp theo thì 15 triệu. Người ta vẫn không đồng ý thì thôi 1 năm đầu tiên 13 triệu.
năm thứ hai 14 triệu, năm thứ ba trở đi 15 triệu. Có nghĩa là mình các bạn phải thử mọi cái cách đàm phán để làm sao chi phí nó thấp nhất có thể. Tôi nói các bạn là các bạn đưa ra đến 5 lần như vậy là kiểu gì chủ nhà nó đồng ý. Tỷ lệ đồng ý đến 90% là cái chắc chắn. Nó là nghệ thuật đàm phán rồi. Người ta không thể từ chối mình mãi được. Em cũng thích chị làm, em quý chị làm, mặt bằng của chị làm, em muốn là lấy cái phước lộc của chị gia chủ để em làm. Em thấy là cái vía của chị về cái tướng mạo của chị nó tốt quá, trong cái khuôn mặt của chị nó toát lên cái khí chất, đúng không ạ? Nên là em rất thích, nó phúc hậu chị ạ. Nên là em muốn gọi là phúc khí của gia chủ để em làm ăn cho nó tốt, nên là em mới xin chị như vậy. Thôi chị tạo điều kiện cho em. Đấy, năm đầu tiên là 13 triệu, năm thứ hai 14 triệu cho bọn em lấy vốn làm ăn. Rồi năm thứ ba trở đi thì bọn em đồng ý 15 triệu. Chị thấy sao ạ? Tôi nói các bạn là khả năng đồng ý rất cao. Nên đây là những cái bài toán mà các bạn phải lưu ý để mà khi mà đi thương thảo hợp đồng đàm phán cho chuẩn. Và một cái nữa là khi mà mình có đến 2-3 đơn vị, nói thật với chị là em có 2 đơn vị đang xem, bên kia nó đang trả em 12 triệu. Nó soạn sẵn hợp đồng em cho chị xem đây, mặt bằng khá ok. Nhưng mà em thích làm việc với chị hơn, tại vì nó thật sự luôn là làm việc nhiều khi phải nhìn chủ. Và em nhìn thấy chủ khuôn mặt của chị, đúng không ạ? Cái tướng mạo của chị em thấy cực kỳ phúc hậu. Em thích bởi vì em muốn nhờ cái phúc khí của gia đình chị để làm ăn cho nó may mắn chị ạ. Đấy, mình nói như vậy nó phấn khởi. Nếu khả năng cao là mình xin được các bạn nhé. Đấy, lưu ý cho tôi. Đó. Thế thì đơn phương chấm dứt hợp đồng ấy thì nó có hai vấn đề như này. Chấm dứt hợp đồng là do thiên tai dịch bệnh, bão lũ, đúng không? Thì không nói. Nhưng mà thường là nó không để cái dịch bệnh, nó chỉ là thiên tai, bão lũ thôi, chiến tranh. Thế bây giờ các bạn làm hợp đồng ấy, bạn nên cho cái điều khoản là thiên tai, dịch bệnh và bão lũ vào đấy. Hiểu không nhỉ? Để lỡ mà dịch nó bùng căng ra bạn hủy hợp đồng thì bạn không bị phạt vì nó là yếu tố dịch bệnh. Đúng không ạ? Và cái thứ hai nữa là gì ạ? Là bạn nên nói với họ một cái điều khoản là nếu mà dịch bệnh nó bắt cách ly thì mình phải miễn phí mặt bằng. Còn nếu mà trong khu vực nó vẫn tồn tại dịch bệnh thì chủ nhà hỗ trợ 30% tiền nhà. Mình cứ xin thế thôi. Bây giờ thì chắc chả có cách ly đâu, nhưng mình cứ viết điều khoản đấy nhỡ đâu. Ai biết được nhỡ còn biến chủng mới nó ra sau 1-2 năm nữa thì sao? Đúng không nhỉ? Thì mình cứ phải làm cho chắc chắn, bởi vì cái dịch bệnh này là cái lần đầu tiên nó xảy ra và chủ nhà nó đồng ý thôi. Đúng không ạ? Và khi mà họ đơn phương chấm dứt hợp đồng ấy, thì việc đầu tiên là phải gì ạ? Là phải hoàn lại cái số tiền mà mình đã thanh toán nhưng mà chưa dùng hết, trả lại tiền cọc, đúng không ạ? Và phạt hợp đồng, đúng không ạ? Thì tôi làm hợp đồng mà nhiều khi mặt bằng tôi phải sửa chữa nhiều, tôi toàn gài cái điều khoản này này. Trong 3 năm đầu tiên không được phép tự ý hủy hợp đồng vì bất cứ lý do gì. Trường hợp nếu khách hàng tự ý hủy hợp đồng phải đền bù toàn bộ chi phí chúng tôi đã bỏ ra để sửa chữa, xây dựng và thi công máy móc và mua máy móc. Và đền bù thêm một khoản tiền tương ứng là 6 tháng tiền thuê nhà hay là 1 năm tiền thuê nhà. Tôi bao giờ tôi cho cái điều khoản đó vào để trong 3 năm đầu tiên. Còn đến năm thứ 4 trở đi thì nó sẽ không phải chịu trách nhiệm được đó. Để tránh cái trường hợp là gì? Vừa làm 1 tháng sau, 2 tháng sau nó hủy mặt bằng của mình thì chết. Đấy, thì tôi hay làm như vậy. Thì đấy là một cái điều khoản mà các bạn cần phải lưu ý. Một cái nữa đó là các bạn nên làm cái điều khoản của bạn là được phép cho thuê lại, được phép chuyển nhượng hợp đồng hoặc là được phép cho thuê lại. Đúng không ạ? Vì sao lại phải như vậy? Bởi vì nhỡ nhé, bạn thuê mặt bằng là 5 tầng, 4 tầng hay là 3 tầng, 2 tầng mà bạn làm nó không hết được, dịch bệnh nó khó khăn chẳng hạn, thì bạn cắt một phần diện tích ra bạn cho thuê để nó giảm cái chi phí vận hành, nó sẽ tối ưu hơn. Hoặc cái thứ hai nữa là gì? Là khi mình đi thuê cái mặt bằng đó thì mình còn trường hợp là mình lỗ thua lỗ, mình còn phải thanh lý hợp đồng cho người khác được, thì mình còn rút lại được tiền cọc của mình và nhiều khi mình không phải hoàn trả mặt bằng. Đấy, thì đấy là những cái mà phương án để giảm thiểu cái rủi ro cho các bạn. Và cái cuối cùng đó là về cái thời gian thi công. Tôi hay lấy một cái lý do là như này. Đặt máy mất khoảng độ 2 tháng, thiết kế thi công mất 1 tháng, là mất khoảng độ 3 tháng, đào tạo nhân sự rất là phức tạp, nên tôi cố mề nhau khách hàng xin khoảng độ 3 tháng. Nhưng tôi biết là không được. Nhưng mà thường nó sẽ được 1 đến 2 tháng. Các bạn phải hiểu là có một cái quy tắc, bạn muốn 1 thì bạn phải xin 3, thì sau này giảm dần xuống 1, 2 là vừa. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Chứ bạn đừng có muốn 1, bạn lại chỉ có xin 1 thì không được. Đúng không ạ? Thì không được. Nó giống như bán hàng thế thôi. Mình muốn bán được 2, mình phải bán cho 10 người thì 7 người từ chối mình còn bán được 3, chứ bây giờ mình bán cho đúng 3 người thì cả 3 thằng từ chối là mình chết đói. Có hiểu ý tôi không ạ? Thì đấy là cái điều khoản này các bạn nên lưu ý. Và có một cái quan trọng nữa, đó là vì sao tôi viết là cái hãy dùng cái sự chân thành và sức hút của tuổi trẻ để thuyết phục ấy. Thì khi mà các bạn đi thuê nhà thì làm ơn các bạn đừng có đi xe đẹp đi thuê nhà, đừng có lái ô tô đi xe nhà nhé. Tôi khuyên chân thành đấy, như ví dụ như các bạn lái mẹ đi thuê nhà là dở mẹ rồi. Xin nó khó lắm các bạn, không xin được. Các bạn cứ để ý xem giảm giá, người ta giảm giá cho những người khó khăn, chứ làm sao giảm giá cho những người giàu. Thì cố gắng là kiếm con quay, mấy anh em lóc tóc đi xe, xong rồi đầu tóc bù lù xù đen đen tí, đúng không? Đừng có dùng túi LV đồng hồ xịn. Bạn đi quay và đeo đồng hồ cả tỷ thì thôi ai chơi được với các bạn. Game này ai chơi. Tôi nói thật các bạn đi thuê nhà các bạn giống như kiểu là sinh viên khởi nghiệp ấy.
cái người mới ra trường khởi nghiệp ấy. Sau đó bạn làm xong xuôi, bạn gặp chủ nhà ấy, bạn kể cho người ta một câu chuyện. Đúng không? Tôi thì tôi khuyên các bạn như này, người miền Nam hay là người miền Bắc hay người miền Trung ấy, thì các bạn hãy nên sử dụng cái từ là con, dạng con chào cô, con chào bác, con chào chú. Nên dùng cái từ đó với những người lớn tuổi thì nó thiện cảm hơn rất là nhiều. Đúng không ạ? Nó rất là thiện cảm. Cái thứ hai là cố gắng là mình đối diện với họ, mình không có thuốc thiết, hút thiết gì cả. Mình ăn mặc lịch sự, áo trắng các kiểu này nọ linh tinh. Cũng không cần quá sang trọng nhưng cứ phải lịch sự cái đã. Rồi mình nói chuyện với người ta câu chuyện là con thì con học cái nghề này, nhưng mà do bọn con làm ăn nó khó khăn ấy, thế là công ty còn đóng cửa, thì cũng còn đi tập, thì còn quyết định chúng con ra khởi nghiệp quá. Chúng con cũng đắn đo lắm. Nhưng mà do dịch bệnh bây giờ mà không làm thì không biết đến bao giờ mới làm. Tuổi trẻ thì nó có giới hạn nên chúng con quyết tâm liều. Thì thôi cô chú có gì giúp đỡ chúng con cũng rất là mong muốn là được làm việc với cô chú, được xây một cái công ty trên cái mặt bằng của cô chú. Thì đấy là cái may mắn của chúng con. Đấy. Các bạn cứ kể những câu chuyện kiểu như vậy thì khả năng cao là những cái người lớn tuổi này ấy, họ sẽ giảm được cái giá mặt bằng của bạn xuống một phần nào đó. Thì thực tế là ngày xưa tôi đi thuê cái mặt bằng ở trong Gò Vấp thì tôi chia sẻ với các bạn nó là 35 triệu. Đầu tiên nó là 55 triệu thì cái chú chủ nhà đó chú ý sẽ hoàn thiện toàn bộ là 5 tầng 90 mét cùng một sàn đó, thì chú ý định là như vậy. Thế thì tôi mới nói với chú là như này, chú ạ, con thì con không có nhiều tiền để con đi thuê một cái mặt bằng như vậy, mà chú biết cái khu Cityland Park Hill nhà mình ở cái giai đoạn này chúng con đến đây là chúng con phải lỗ tầm 1-2 năm, bởi vì phải 1-2 năm sau thì mới có cư dân ở. Chúng con bây giờ chẳng có cư dân ở, chúng con liều lắm, chúng con nhảy vào đây chúng con làm, nên là con không thể nào thuê mặt bằng chú với cái giá cao như vậy được. Thời đó nó không có dịch các bạn nhá. Thì tôi lại kể tiếp đó là, hay là con có một cái ý tưởng như này thì chú thấy sao, cái mặt bằng của chú là thô, bây giờ mà chú hoàn thiện nền nhất các kiểu nó mất cả 1.5 tỷ, nội thất các thứ nó rất là lãng phí. Thế bây giờ như này đi, con chỉ cần chú sơn tường trắng cho con xin chú 2 cái nhà vệ sinh đấy, còn tầng 1 của con là chú ốp tiết các thứ đầy đủ cho con đẹp như vậy thì có được không? Thế mình nói chuyện một hồi chú đồng ý luôn các bạn ạ, chú đồng ý, chú thi công đẹp lung linh cho luôn, chú cần bonus cho luôn cả quả điều hòa âm trần lửa tầng 1 luôn, tầng 2 tầng 1 luôn, xin cực kỳ đấy, nghĩa là cuối cùng xin được giá 35 triệu. Sau này các bạn biết không ạ, tôi lại xin được 32 triệu và cuối cùng cho thuê tới tầng 1 20 triệu. Cuối cùng là thuê cái mặt bằng 4 tầng có 12 triệu. Rẻ dã man luôn. Và vị trí nó rất là đẹp. Trước mặt nó là 3 cái cụm chung cư, 3 cái tòa chung cư và cái bể bơi ở giữa. Và cái phong tập tôi đối diện cái bể bơi đấy, cảm giác như cái tòa chung cư nó úp mặt vào cái mặt bằng của tôi luôn đấy. Và thuê với giá 12 triệu thì tôi nói thật bạn, dịch thì sợ gì đâu. Có sợ gì dịch đâu, thoải mái 12 triệu thì vô tư luôn. Đấy, thì đấy là một cái câu chuyện mà mình kể. Thì sau mình nói chuyện thêm, mình bảo là con thì con sinh năm 89, con là người ngoài Bắc, con đi vào trong đây để con lập nghiệp chú ạ. Thế ông mừng quá, mẹ thằng này được, con tao cũng sinh năm 89, nó cũng đi lập nghiệp rồi, con tao vừa nghỉ việc ra, tao cũng cho 2 tỷ ra làm kinh doanh. Thế là chú đồng cảm, chú vui lắm. Chú ơi, chú kể chuyện cả con chú cả buổi rồi. Rồi bạn ấy nhà chú thích thật đấy, bạn ấy làm trong cái lĩnh vực đấy hay quá chú ạ, con cũng thích cái lĩnh vực đấy nhưng mà con không hiểu. Có dịp là chú kết nối cho con học hỏi. Lại mình cứ nói câu chuyện đấy là ông kể về con đồng cả buổi. Thế là cuối cùng bảo thôi ok, để chú về chú suy nghĩ, mai chú gọi điện chú đồng ý luôn. Đấy, thì đấy là cái câu chuyện mà mình kể rất chân thành, vui vẻ. Đúng không? Vào thời điểm đó thì mình cũng đang khởi nghiệp thật chứ không phải đùa. Và tự dưng là chủ nhà người ta đồng ý cho mình là mình được thuê một cái điều kiện rất là tốt. Và sau này dịch bệnh xảy ra mình đàm phán, mình xin cái này cái kia người ta cũng rất là dễ dàng. Người ta không khó khăn. Vì bản chất các bạn ạ, thực tế là có những người rất tệ, có những người rất hai mặt. Có nhiều người như thế thật, ích kỷ, giàu, dã man nhưng mà ích kỷ, dã man luôn. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều thế. Cái số lượng đấy thì tôi tin nó không nhiều. Thực ra những cái người giàu thực sự người ta có trí tuệ, người ta khác, người ta cư xử cực kỳ văn minh và người ta có tình người lắm. Thành ra các bạn cứ thẳng thắn chia sẻ và các bạn nói chuyện tốt ấy, thì cái câu chuyện là bao giờ họ cũng cho các bạn những cái offer tuyệt vời tốt chứ không bao giờ có chuyện là bắt nạt các bạn đâu. Đó. Thì trên đây là toàn bộ những cái chia sẻ của tôi về những cái gợi ý cho các bạn trong cái việc khi mà đi thuê một cái mặt bằng. Thì tôi tin rằng cái thông tin ngày hôm nay nó ngắn vì tôi cắt bù được cái thông tin ngày hôm qua. Tôi không chia sẻ quá nhiều, tôi chỉ tập trung vào cái phần mặt bằng thôi, thì nó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong việc đi thuê mặt bằng nha. Vậy nhớ là phải xác định khách hàng mục tiêu mình đã, xây dựng mô hình kinh doanh rồi bắt đầu đi tìm mặt bằng dựa trên cái chân dung khách hàng thì nó mới ok nha. Rồi anh em chúng ta bật mic nhỉ, học xong rồi thì đến cái phần hỏi xoáy đáp xoay hay là tâm sự đàn ông đàn bà phụ nữ gì đấy thì chúng ta tâm sự. Yeah. Hôm trước có ai nhắn cái gì đó bảo xong mình bảo là thôi để đấy để vào trong lớp học mình phân tích nhỉ, là ai nhỉ, không nhớ nữa. Có bạn nào nhắn cho hỏi về mô hình hay cái gì đấy
Thế là anh em mới lại nhìn nhau à? Đến buổi thứ ba tôi vẫn không có câu hỏi à? Thế hỏng rồi. Không câu hỏi luôn. Dạ thầy ơi, em có câu hỏi thầy ơi. Rồi mời em. Dạ, vậy nếu mà bây giờ mình lựa chọn một cái mặt bằng á thầy, mà nó ở mặt tiền, nhưng mà cái mặt tiền đó thì nó có cái giải phân cách cứng á, thì cái mặt bằng đó có được không thầy? Giả sử giả định luôn là cái traffic đó tốt nha thầy, nằm ngay vòng xoay luôn. Phân cách cứng là hay là sao? Không hiểu là hai chiều à? Có thể phân cách cứng à? Dạ đúng rồi, hai chiều nhưng phân cách cứng không cho đi bộ qua lại. Không cho qua đường thầy. Không cho qua đường. Nhưng phải ảnh hưởng gì đâu. Cứ biết là nhưng, hai chiều nhưng... là được rồi. Không ảnh hưởng. Dạ. Dạ, với lại tại vì nó thêm một cái yếu tố nữa là nó nằm ngay gần cái vòng xoay á. Thì không, cái mặt bằng của em chứ, cái mặt bằng của em nó quá đẹp còn gì, đối diện nó là cái công viên. Là mùa hè mà không có dịch, nó dân nó tập trung âm ầm đấy, là ngày nào dân nó chả đi qua đó. Nó đang đi quá đẹp, chả vấn đề gì cả. Vỉa hè thì rộng, dạ. Đối diện bên kia đỗ được xe ô tô. Quá ok, mà cái vòng xuyến nó ngay đó thì có nghĩa là người ta đi vòng một phát người ta quay trở lại là đến luôn, chứ không phải nó quá xa đâu. Đúng không? Trừ khi dạ. Cái mặt bằng của em có giải phân cách cứng mà không có chỗ sang đường mà đi phải đến 1-2 cây thì nó mới là vấn đề. Thực ra là kể cả đi lên trên nó có đoạn có 200m thôi mà. Dạ. Bên trái thì khoảng độ 100m, bên phải khoảng 200m thì mặt bằng đấy nó quá là đẹp chứ không ảnh hưởng gì đâu. Không ảnh hưởng gì cả. Dạ, dạ. Mặt bằng của Đức nó chỉ xấu một cái thứ duy nhất chúng ta không thẩm định, đó là cái kết cấu của cái nhà đấy nó có vấn đề. Thành ra chúng ta không sử dụng tối ưu được cái diện tích ở tầng trên. Thế thôi. Và cái đất đấy là không biết nó là hình chữ gì luôn. Và nó cũ nên là tăng cái chi phí đầu tư ban đầu. Dạ. Hết. Dạ dạ. Dạ em cảm ơn thầy ạ. Ok. Còn bằng mà đối diện công viên là giống của Hải Phòng thôi. Ờ giống giống Hải Phòng, nhưng mà công viên ở trong đấy nó to. Công viên Hải Phòng là công viên mini. Công viên mầm non và một công viên là phúc tổ. Trong cái thời gian vừa qua ấy, thì có rất nhiều những cái mô hình giống như của anh Hoàng Phương, thì có những cái mô hình mà của một cái chị ở bên Đức Huy Fitness ở trên tận Lào Cai, là một cái Đức Huy thuộc cái tổ hợp resort khách sạn Đức Huy Plaza gì đấy của một chị Hương là giám đốc, là chủ của cái đấy. Chị cũng mở một cái phong tầm rất là lớn và mời một cái team rất là hoành tráng đến setup, và cuối cùng là bung bét, cuối cùng là bây giờ chị còn chẳng có nhân lực để mà làm. Nhưng là hầu hết là cái đội đó họ chết vì cái là không có nhân lực để làm. Mà nhân lực để làm ở đây ấy, thì thực ra không phải là nhân viên, mà nhân lực ở đây là không có những người lãnh đạo tốt. Mà khi không có lãnh đạo tốt thì nhân viên nó đến nó lại nghỉ, chứ không có chuyện là không có nhân viên, tôi khẳng định với các bạn là như vậy. Công ty của bạn mà không có nhân sự tốt thì chẳng qua là các bạn không đủ hấp dẫn, các bạn không giỏi, nên là anh em nó đến nó lại té đi, chứ không phải là vấn đề là do ở đấy nó không có nguồn lực đâu, tôi khẳng định với các bạn luôn. Đó. Thì những cái mô hình kiểu như đấy nó rất là nhiều, và tôi tin rằng trong khoảng độ 2-3 năm tới là nó không thể gồng được đâu, là nó sẽ bỏ. Câu chuyện ở đây là họ có quá nhiều tiền, họ mở những phong tập đó ra và cuối cùng họ thấy nó không hiệu quả so với công sức của họ, nên họ rút lui, họ tạo ra để họ tập trung vào một cái mảng kinh doanh khác. Thế nên là tôi hay nói với người ta một câu như này, đó là nếu như một cái mô hình kinh doanh mà tôi đánh giá khoảng độ 5 năm sau nó không sống được thì tôi sẽ không đầu tư, bởi vì nó rất là mất thời gian, mất công sức. Còn nếu mà 5 năm sau nó có tiềm năng phát triển nữa thì tôi nói thật cả lỗ tôi vẫn chơi. Đấy, tôi là một cái thằng như vậy, nghĩa là tôi phải nhìn vào cái dài hạn để tôi làm. Thế nên là anh em phải hiểu này này, thị trường fitness Việt Nam là thị trường non trẻ, và anh em chúng ta đến thông qua cái việc gì? Copy và sao chép của nhau, chứ chúng ta không có thực sự tạo ra cái sự sáng tạo. Nên là các bạn phải cố gắng giữ một cái tư duy trung lập, không bị ảnh hưởng bởi những cái nền móng cũ. Bởi vì khi bạn tạo ra một mô hình mới ấy, thì những cái thằng nhân sự của bạn tuyển đến mà nó có kinh nghiệm ấy, nó sẽ đến nó cười các bạn, và tại sao bọn này làm chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, bọn này làm mô hình kiểu gì mà dị lạ vậy. Và nó bị tác động ít nhiều đến tâm lý các bạn. Nên tôi nói các bạn này, khi mà tôi mở LadyFit thì tôi chọn cách là tôi chọn nhân sự mới tinh, không biết gì tôi giáo dục, chứ tôi không bao giờ chọn cho bọn nhân sự cũ. Vì cái tư duy, tôi nói các bạn là đi nhở, có một cái câu hơi vui, hơi thô thô một tí này này. Chúng ta đừng tranh cãi với những kẻ ngu, bởi chúng rất đông và nguy hiểm. Mark Twain nó bảo câu đấy, đúng không ạ? Thì người ta ngu người ta không hiểu được, thành ra người ta cứ lấy cái lập luận người ta để nói rằng là họ mới là tốt, mày là thằng ngu, thì nọ thì kia. Cuối cùng là bạn biết không, nhân lực bạn nó không theo của bạn. Nó không theo, nó làm việc nó sẽ chống đối và bạn gãy. Bạn bị gãy ngay lập tức. Đúng không ạ? Thì đấy là cái mà tôi nghĩ là anh em phải thực sự nghiêm túc trong cái việc nghiên cứu. Anh em nghiên cứu kỹ được một mô hình, anh em làm, nó có niềm tin, nó có tương lai.
Tại vì trong đầu của anh em ấy, tôi xin lỗi một tí nhé. Anh em ấy thì hay có một cái tư duy này, góp cơm góp gạo đi ra mở cho cố được cái phòng tập. Trong đầu của anh em nó chỉ là đến tận bây giờ học xong vẫn chỉ là mở một cái phòng tập, rồi mình đứng là chủ cái thằng phòng tập đó. Anh em không bao giờ chịu suy nghĩ rằng đấy là một cái công ty có cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, đúng không ạ? Phải có chiến lược để phát triển nó. Anh em không bao giờ nghĩ theo hướng như vậy. Thành ra là anh em đi làm nó vội vàng và nó hay bị gãy. Còn nếu trong mindset của anh em nó là một cái công ty, nó là một cái tổ chức, đúng không ạ? Tạo ra một cái sản phẩm tốt, câu chuyện nó rất khác. Khi mà chúng ta đi từ một cái nền tảng tử tế để chúng ta xây được một sản phẩm tốt ấy, mà nhất là dịch vụ ấy, thì nó không tốt ngay được. Các bạn đừng bao giờ lo, kể tôi nói các bạn nhé, bây giờ các bạn đem cái Lady Fit đến một cái tỉnh mới tinh, ví dụ như Quảng Bình của anh Phương chẳng hạn, mở đối diện anh Phương, ví dụ vậy, thì nó không thể nào tự dưng nó tốt ngay được đâu các bạn ạ. Ít nhất 6 tháng sau người ta mới biết được cái Lady Fit là cái gì. Dân ở Quảng Bình nó biết được Lady Fit sau 6 tháng là cái gì và nó có tốt hay không. Thì có nghĩa là bạn phải hiểu là hành trình của một cái phòng tập, xây dựng một cái thương hiệu thì nó phải cần thời gian. Và câu chuyện là trong giai đoạn đó bạn có kiên nhẫn để xây cái thương hiệu đó không? Tôi lấy ví dụ như này. Công ty chúng tôi sẵn sàng bỏ một năm ra chúng tôi chỉ dạy khách hàng miễn phí, các bạn có tin? Nếu mà giả sử đến một cái thị trường nó khó khăn đấy, khó để mà xây dựng thương hiệu, chúng tôi sẵn sàng là chúng tôi bỏ hẳn một năm ra, chúng tôi dạy khách hàng miễn phí chỉ để làm thương hiệu, các bạn có tin không ạ? Các bạn là CEO, chủ doanh nghiệp, bạn phải sở hữu một cái tư duy nó khác người, mẹ nó điên. Nhưng tôi thì dám các bạn ạ. Tôi thì hoàn toàn dám và tôi tự tin luôn là tôi làm tốt cái việc đó sau một năm. Và năm sau tiền nó sẽ kiếm rất nhiều. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà trong tâm trí của tôi nó tập trung, ok bây giờ nhiệm vụ của tao số 1 ưu tiên quan trọng nhất, nó là giúp khách hàng transformation có được kết quả tốt để cả cái khu vực này người ta phải nói về công ty của tao. Có nghĩa là tao dồn toàn lực cái chiến lược của tao, nguồn lực của tao để dồn vào làm thương hiệu. Thì tao sẽ tập trung toàn bộ mọi thứ, nên là có bán hàng hay không, việc không, tao không quan trọng. Tao chỉ vẫn trả lương, kể cả anh em nó không bán được hàng, tao vẫn trả lương cho anh em đủ sống. Tốt để nó chơi tao việc nó, thậm chí còn cao, 10 triệu tháng. Ví dụ vậy. Coi như là cái chi phí tao vứt vào tiền quảng cáo cho thằng Max Xuân Facebook. Đúng không ạ? Thì cái tiền đó tao trả lương nhân sự của tao. Tao đi dạy khách miễn phí thôi, ví dụ đấy. Tôi đang ví dụ như vậy. Và bạn thử tưởng tính cho tôi xem là 100 gói PT, mỗi gói PT khoảng độ tầm 50 triệu. Các bạn thấy nhiều tiền chưa ạ? 5 tỷ đấy ạ. Đấy có 100 khách hàng, đấy có trong một năm các bạn có mấy trăm khách hàng, 300 khách hàng. Các bạn dám bỏ doanh thu 15 tỷ không ạ? Để bạn ra làm được đó. Tôi dám đấy ạ. Còn các bạn có dám không ạ? Các bạn có dám không ạ? Tôi tính sơ sơ, không thì chúng ta làm gói nhỏ hơn đi, 30 triệu đi nhá. 3 tỷ, 10 tỷ. Tôi sẵn sàng tài trợ trong một năm, không cần thu tiền. Để tôi chỉ làm đúng một thứ duy nhất thôi, nó là kết quả cho khách hàng. Và sau này muốn giảm béo nó phải nhắc đến Lady Fit. Thì tôi xin lỗi bạn, chỉ trong một năm tôi khẳng định bạn là không có một người phụ nữ nào ở đó họ không biết đến Lady Fit. Nếu mà tôi làm việc đó. Đúng không ạ? Và tôi khẳng định bạn là thành công. Và dân cư ở đấy giả sử được 2 triệu dân đi ạ. Thì tôi mới phục vụ được có cho mới có 500 người thôi mà. Tôi hỏi thật với các bạn đúng không ạ? Tôi chỉ cần 100.500 người nữa người ta đến người ta mua sản phẩm tôi là tôi giàu mẹ rồi. Hoặc là riêng cái đội đấy nó quay trở lại nó mua là giàu rồi. Có nghĩa là mình phải dám đi một cái bước nó khác người, nó điên đó đi. Nhưng mà nói chuyện là không phải đơn giản. Nếu mà muốn làm được như vậy nó phải có kế hoạch và chiến lược. Những công ty chúng ta xây đầy đủ mọi thứ để kiểm soát được nó. Chứ các bạn tự ra các bạn tự làm có khi thành công cốc chẳng có hiệu quả, bạn gãy. Rất nhiều các công ty ăn trộm content của chúng tôi. Nhưng họ không làm được. Tại vì họ nhìn thấy nó chỉ là cái content thôi. Còn cái đằng sau nó để làm được nên cái chữ đó. Đúng không ạ? 21 day transformation. Chúng tôi làm một chiến dịch như vậy, thi nhau copy chiến dịch đó. Chúng tôi tặng cho những khách hàng miễn phí, thi nhau copy cái đấy nhưng mà chả hiểu tặng để làm cái mẹ gì. Đúng không ạ? Ai cũng tặng là thua rồi. Đúng không ạ? Thì đấy là cái câu chuyện họ copy, họ đâu có một cái backup đằng sau để họ làm theo chúng tôi đâu ạ. Nên không dễ gì copy được đâu các bạn ạ. Copy mà dễ thế thì giàu hết rồi. Và rồi các bạn biết không ạ? Họ tự gãy. Tại sao chúng tôi đăng tin lên cũng một cái tin tức như vậy mà số lượng share kinh khủng khiếp. Trong vòng 2 tháng nó có đến cả 1.000 lượt like fanpage. 1.000 người phụ nữ like fanpage thì các bạn biết kinh điển như nào rồi. Đúng không ạ? Thế nhưng mà công ty khác thì cũng copy y chang đăng lên chẳng ai like. Nó khác nhau chưa ạ? Nó khác ở cái bước triển khai các bạn ạ. Thấy công ty chúng tôi tặng quà mùng 8 tháng 3, tặng quà này cho khách hàng. Các bạn cũng chúc mừng tặng quà khách hàng, nhưng tại sao chúng tôi tặng quà? Nó rất giá trị. Đến mức khách hàng người ta tự làm video quảng cáo cho chúng tôi, còn các bạn lại không làm được việc đó. Bởi vì vẫn là một cái hành động đó, nhưng mà cái chiến lược chúng tôi áp dụng có khác mà. Đúng không ạ? Chúng tôi kết thúc một cái chương trình tập cho khách hàng, các bạn biết chúng tôi làm gì không? Chúng tôi tổ chức party cho khách hàng, cảm ơn khách hàng. Thậm chí chúng tôi trao certificate cho khách hàng.
rất nhiều trung tâm ca cũng bắt chước chúng tôi nhưng làm không tới được các bạn ạ. Không tới được. Làm được một hai lần phát lần sau chán, cũng làm chúng tôi làm định kỳ cả năm trời. Các trung tâm khác thấy chúng tôi ra gì đón khách hàng cũng bắt trước, ngay cả em tôi luôn, thằng em tôi luôn trong Đà Nẵng luôn bắt trước luôn, cũng xuống đón khách hàng. Nhưng tôi hỏi nó đón được bao nhiêu lâu, chúng tôi đón hàng năm trời các bạn ạ, nắng hay mưa chúng tôi vẫn đón các bạn ạ, chứ không phải chúng tôi chỉ chụp video làm màu, chúng tôi làm như vậy. Và tiêu chuẩn 2002 của chúng tôi là gì ạ? Là cả công ty của chúng tôi phải làm đúng một việc duy nhất, đó là đón khách, ưu tiên một luôn để chấp hành về quy trình. Các bạn thấy kinh khủng không ạ? Đấy, đồng bộ hệ thống nó phải như thế thì lâu dài nó mới thành thương hiệu. Nên là các bạn phải thực sự sở hữu những cái tư duy khác người, nó điên một tí, nó liều lĩnh một tí. Các bạn đừng đi theo những cái lối mòn của những cái người mà các bạn nhìn thấy, vì chưa chắc những người đó đã thực sự là thành công. Chưa chắc đâu ạ. Đó. Vậy sau khi mà chúng ta đã nghe tôi tâm sự, nghe tôi chia sẻ, đây là thời điểm quan trọng để bạn suy ngẫm về các mô hình kinh doanh. Nếu bạn không thể tạo được ra ý tưởng thì bạn phải chơi với những người có ý tưởng. Đúng không ạ? Bạn có tiền, bạn có đam mê mở, bạn có năng lực vận hành, bạn chỉ thiếu kiến thức, bạn chỉ thiếu về mô hình. Bạn chơi với những người có sẵn mô hình đi, bắt tay với họ. Một vài cái thương hiệu đang nhượng quyền, bạn chơi với họ thoải mái, không nhất thiết phải chơi với tôi. Tôi ủng hộ bạn. Trên thị trường có bao nhiêu thương hiệu khác, bạn chơi với người ta, bắt tay với người ta, ok, miễn sao bạn thấy vui là được. Bạn tin tưởng là được, bạn chơi với người ta. Đúng không ạ? Còn nếu bạn có ý tưởng thì bạn hãy xây ý tưởng để. Bạn không có tiền, bạn chỉ cần ý tưởng, tôi đầu tư tiền cho bạn. Tôi khẳng định các bạn luôn, tôi không có nhiều tiền nhưng mà bạn bè tôi có rất nhiều tiền. Tôi gọi cho các bạn tầm 1 triệu đô, 2 triệu đô dễ. Chắc chắn luôn, bạn có ý tưởng không? Bạn tạm gọi tôi là sát trường nhưng mà sát không có tiền. Nhưng mà tôi chắc chắn luôn, nếu ý tưởng bạn tốt, bạn cứ vượt qua phòng phỏng vấn của tôi đi. Bạn đưa ý tưởng ra, tôi phỏng vấn bạn luôn. Tôi đánh giá luôn cái ý tưởng bạn luôn. Không thì tôi đầu tư vào cùng với bạn ngay. Đâu cần phải đến người khác đâu, mà tôi có sẵn ý tưởng hết luôn. Jimmy giơ tay gì cứ nói đi em. Xin chào từ trường, xin chào tất cả các bạn ạ. Em xin có câu hỏi chỗ mặt bằng ạ. Thì em muốn hỏi rằng là cái chỗ mặt bằng là nếu như mình để mình thuê được một cái mặt bằng mà nó đầy đủ tất cả những cái tiêu chí của mình đưa ra thì như vậy nó rất là khó kiếm. Vậy thì tiêu chí nào mình sẽ dựa vào những cái tiêu chí nào đầu tiên mà mình sẽ chọn lựa đó để ra làm? Em đã tìm chưa mà em bảo là nó khó. Ví dụ như là bây giờ. Dạ, thì em thấy cái vấn đề này là hầu như là rất là nhiều các bạn trong ngành đó, thì đang gặp khó khăn về vấn đề này. Và cái tiêu chí đầu tiên đó là chi phí thì hầu như là đều đạt được hết. Nhưng mà về cái như là đổ xe hoặc là nhà vệ sinh thì lại không đạt được như mong muốn. Vậy thì mình nên đưa những tiêu chí nào đầu tiên ạ? Không phải là đưa tiêu chí nào đầu tiên mà các em không nghĩ đến cái việc là làm sao để mình hoàn thành được nó. Ví dụ như ngày xưa anh đi tư vấn cho bên Thái Bình ấy. Thái Bình nó tìm được khoảng độ 6 cái mặt bằng, nó kêu rời kêu đất lên. Nó kêu rời kêu đất với anh luôn. Ở đây không biết là ông Thái Bình Quân ở Thái Bình ông có vào không vào. Ông này ông lại không trốn học được. Ông kêu rời kêu đất, anh ơi không tìm được mặt bằng để đất lắm anh ơi, khó lắm anh ơi, ông khóc ròng khóc rã mà anh ơi em thích mặt bằng này. 40 triệu. Mặt bằng 40 triệu ở dưới Hòa Lạc đẹp lúc đấy, em thích mặt bằng này 40 triệu anh làm cho nó hoành tráng. Không. Tôi từ chối. Và các bạn có biết không ạ, sau 2 tháng sau mới tìm được mặt bằng. Thì đấy bây giờ tìm được cái mặt bằng cũng đẹp lung linh luôn, rẻ. Đấy là bởi vì em chưa đi từng ngóc ngách hàng cùng ngõ hẻm với thành phố của em để tìm hiểu. Mà bọn em chỉ lên mạng, bọn em search thôi. Bọn em có rong ruổi xe máy đi từng đoạn thấy cái mặt bằng nào nhảy vào hỏi cái đó không? Tại vì câu chuyện là gì? Miếng ngon ấy thì nó không có chuyện là tự dưng nó lăn vào miệng của em đâu. Và em phải đi săn mặt bằng. Và anh nói em có những cái mặt bằng em sẽ thấy nó giật mình. Bởi vì câu chuyện là cái người chủ người ta cho thuê để đỡ phí thôi. Chứ không phải cho thuê để lấy tiền em ạ. Ví dụ như cái ông chủ ở Ninh Bình nhé. Nó cho thuê tầng 1 thì là tầng là làm để xe, tầng 2, tầng 3 làm gogi mấy cái gì kichi gogi gì đấy, lẩu làm lẩu nhà hàng. Cái tầng 4 bỏ không bảo là tao cho chúng mày thuê cho nó đỡ phí cho nó vui thôi. Chứ 10 triệu 12 triệu tao lấy làm gì? Đấy đấy, gặp đúng ông chủ như vậy thỉnh thoảng xuống thế là ông ấy bảo là có đứa nào giãn cơ cho chú cái không nhỉ? Thế là cuối cùng mới thằng mình đi lôi vào phòng riêng giãn cơ cho mỗi chú đấy xong đi về sướng rồi sướng. Thế thôi, chú cười cả buổi, dịch thì chú cho miễn phí. Nghĩa là câu chuyện là mọi thứ nó đều là do cái công sức mình đi tìm. Chứ không phải tự dưng mà nó có em ạ. Thành ra là khi em có một cái tiêu chí em cứ bám vào cái tiêu chí đó, em đi khắp cái thành phố chỗ em đã. Anh khẳng định là em không chưa đi khắp cái thành phố của em đâu. Và nhiều khi ấy, không có thì em đừng vội em làm. Em cứ từ từ trong ta. Đến khi không được ấy, thì em bắt đầu giảm tiêu chí xuống. Ok, nó có mặt bằng như vậy. Có đáp ứng như vậy nhưng mà giá nó hơi cao. Vậy nó hơi đây là hơi bao nhiêu? Cao hơn là cao như bao nhiêu phần trăm? Nếu em cho một cái định mức đi.
chi phí thuê mặt bằng không quá 10% hay là chi phí mặt bằng không quá 5% doanh thu. Nhưng em phải hiểu là cái doanh thu em dự kiến em thu về cho công ty của em nó là bao nhiêu tiền. Nhưng mà vấn đề của bọn em không định mức được cả doanh thu. Đúng không? Bây giờ em đi thuê mặt bằng 70 triệu một tháng thì doanh thu bọn em phải 800 triệu chứ. Đúng không? Thì bây giờ doanh thu em có 200 triệu, em đi thuê mặt bằng 700 thì em toang rồi còn đâu. Đấy, nó lại còn liên quan đến yếu tố đó nữa. Nhé, Jimmy. Dạ vâng, cảm ơn. Mà em là ở tỉnh nào? Dạ, em ở Đà Nẵng ạ. À, ở Đà Nẵng gì? Đà Nẵng đầy mặt bằng đẹp. Thiếu gì? Thầy cho em hỏi luôn nữa là ví dụ mình thuê mặt bằng ở trên lầu 4, lầu 5 như vậy thì có bất tiện quá không này? Không, chả bất tiện. Nếu nó có thang máy chả vấn đề gì em ạ. Yeah. Ừ, thì bọn anh vẫn có mặt bằng ở tầng 4, tầng 5 mà. Yeah. Anh thấy vẫn ok. Thực ra làm ở Đà Nẵng thì bây giờ giai đoạn này mà làm thì cũng phải cân nhắc nhá. Bởi vì thế này này, thị trường của Đà Nẵng đang loạn. Anh làm ở Đà Nẵng rất nhiều anh biết. Ngay cả đây cũng có anh Sĩ ở trong Đà Nẵng. Anh là cái người mà dừng phát triển cái hệ thống Lady Fit ở Đà Nẵng lại cho anh Sĩ, và anh tập trung anh đào tạo nhân sự và tái cơ cấu nguồn lực. Thì vì sao mà sắp tới ở Đà Nẵng nó cũng mọc nhiều cái fitness private lên ấy, là bởi vì nó là cái tỷ lệ các bạn PT đi làm bị thất nghiệp, bỏ việc ở công ty cũ ra nhiều, thành ra nó tạo ra một cơn sốt, nó ra nó mở phòng tập, vì nói thẳng ra nó mở phòng tập vì nó đi làm nó làm được. Còn không biết là Jimmy em là cái kiểu như nào thì anh không rõ, nhưng mà về cơ bản anh biết là làn sóng lớn nó là như vậy. Thì khi mà em mở một cái mô hình ở đấy thì em phải biểu là hát private ngày xưa được ca ngợi kinh lắm, hiếu ấy, hiếu luôn ấy. Nó mở phòng tập ra 3-4 cái là đệ của anh Tony các kiểu, mọi người khen kinh khủng lắm, khách đông lắm. Nhân viên bên đấy mấy đứa bảo anh thế, anh cứ cười anh không nói gì, anh bảo sắp chết rồi. Anh nhìn mô hình anh biết anh cười sắp chết, cuối cùng gãy một thể. Em cứ bật mic nói không phải giơ tay. Em cứ bật mic lên em nói nhá, không phải giơ tay đâu. Đấy, thế thì cái ở Đà Nẵng nó gặp một cái vấn đề là các cái fitness thương mại nó đang hút nhân sự cực kỳ lớn. Nên là em mà tuyển nhân sự bình thường ấy thì khó lắm. Và anh khuyên em đừng tuyển mấy cái đứa PT hiện tại vì nó đến với em xong nó lại đi. Vậy em xây một mô hình đấy, em phải có giải pháp trong cái việc thu hút nhân lực bên ngoài ngành của mình ấy. Vậy nếu em thu hút được nhân lực ngoài ngành thì em phải giải quyết được bài toán đào tạo. Em có được hai cái đó thì anh nghĩ em làm nó sẽ ổn. Còn em mà đi thuê mấy ông PT nhảy hết cơ sở này sang cơ sở khác ấy, thì thôi đừng làm. Ví dụ như Lady Fit ấy, là các cơ sở khác sang là bọn anh không nhận nữa đâu. Có sếp Sĩ đây biết, bọn anh không nhận mà. Không nhận các PT có kinh nghiệm đâu. Ở các công ty khác sang bọn anh không nhận vì anh làm ở Đà Nẵng anh hiểu. Tương đối nhân sự ở Đà Nẵng, thành ra anh thích những bạn tâm chiêu mới. Đó. Chứ còn thị trường Đà Nẵng nó rất là rộng, 2 triệu dân em cứ thoải mái vô tư đầu tư chục cái cũng được, vô tư luôn. Nhưng câu chuyện mô hình của em phải tốt và giải quyết hai yếu tố kia. Thì anh nghĩ là ok. Còn nếu không thì đến gặp anh Sĩ nhá. Bắt tay với anh Sĩ. Chơi với anh Sĩ luôn. Ok Jimmy. Dạ vâng ạ, em cảm ơn ạ. Rồi các bạn. Hôm nay vừa thì dạy một cái là lớp VPTA có cộng 2K2 mà thầy năm sau em về tỉnh của em cũng mở cái phòng tập. Năm sau về tỉnh em mở cái phòng tập sinh năm 2K2 đấy. Em với ông anh xác định mở cái phòng tập. Đấy, tư duy đơn giản. Mày mở phòng tập như nào? Mở phòng tập như này, mở phòng tập như này. Nói về fitness thương mại thì anh muốn em nói về cái gì ạ? Cái gì của fitness thương mại mới được chứ? Anh muốn em nói cái gì em cũng nói được. Anh Phương cứ bật mic lên đi ạ. Anh Phương muốn nói về chủ đề gì? Nó phải có chủ đề và câu hỏi. Rồi, thì chưa có câu hỏi thì em sẽ kể rồi. Hôm nay không biết thằng cu nó lại không vào rồi. Thì các bạn đấy, bạn làm một cái mô hình fitness thương mại. Có gym, có groupic, có yoga. Nhưng mà hôm trước có nói với anh em ấy là cái mô hình của bạn đấy thì bạn ấy có thể là chi phí thấp hơn một chút xíu vì do có quan hệ. Thì đợt vừa rồi mình mới phân tích cho bạn ấy hiểu này này. Thực ra em đừng kỳ vọng cái việc dịch hết là phòng tập em sẽ tốt hơn. Mà dịch hết ấy, thì phòng tập em nó còn nát hơn. Nó bảo sao anh lại nói vô lý thế. Và rất nhiều người bảo là trường vô lý. Thì trường phân tích cho mọi người như này này. Cái hiệu ứng tâm lý đám đông ấy và cái hiệu ứng tâm lý gọi là trăm hoa đua nở ấy, nó sẽ liên tục phát triển chứ nó không dừng lại. Nó bị kìm hãm dừng lại bởi dịch bệnh. Có nghĩa là trong giai đoạn này thì tỷ lệ mở phòng tập mới nó thấp là do dịch bệnh. Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Là do dịch bệnh. Vậy khi mà dịch bệnh nó qua đi ấy, thì bọn nó lại ném tiền vào mở phòng tập ầm ầm.
Vì có rất nhiều người giống anh em mình ngồi đây, chỉ nghĩ rất đơn giản thôi, Phoenix vẫn tiềm năng lắm, đầu tư đi. Có đúng không? Và những cái người mới đấy, các bạn tưởng tượng nó rất đông ở ngoài kia, nó có rất nhiều tiền, mặt bằng nó có rất nhiều, đô thị hóa nó phát triển kinh khủng, thì nó lại ném tiền nó vào. Vậy khi mà nó vào thì nó còn vào mạnh hơn. Có đúng không ạ? Phong tập nó mới hơn, tiếng tăm nó gì dễ dàng hơn, chiến lược giảm giá nó áp chiến hơn, vốn nó mạnh hơn. Thằng kia thì đang lặt lẽo, nó gần đứt rồi. Bây giờ nó áp giảm giá, nó oánh cho nó phát chết. Tôi lấy ví dụ thẳng luôn, ví dụ như bên của Hoàng Nguyễn và anh Thanh Ban. Bây giờ hai anh em mở cái phong tập to nhất khu vực đó, thế bây giờ anh em có chắc chắn với tôi là có thằng khác nó không mở một cái to tương tự như anh em không? Làm gì có cái gì chắc chắn. Thế vậy tôi hỏi luôn một câu là bây giờ ví dụ dịch 2021 qua đi 2022 đập nguyên một cái phong tập cách đấy 500m, to hơn anh em luôn, xịn hơn anh em luôn, bốc toàn bộ nhân sự cứng của anh em sang thì sao? Bán giá rẻ hơn anh em thì sao? Khóc tiếng bán chứ còn gì. Nó cũng giàu như mình luôn. Nó còn giàu hơn mình nữa thì thôi chịu luôn. Đúng ạ, tại vì bản chất cái mô hình của anh em nó quá dễ sao chép, và những ông đấy mở phòng tập nó lại không phải để kinh doanh các bạn nhé. Nó mở ra để cân đối báo cáo tài chính của nó thì sao? Rửa tiền thì sao? Đúng không ạ? Đầu tư vào đấy vài lô đất vứt đấy, đầu tư đất là chính, nó cần có phòng tập mở cho vui thì sao? Cho con tao có việc làm thì sao? Đúng không? Cho con dâu con rể tao có việc làm để check in cho thích thì sao ạ? Nó mở một phòng tập như vậy rằng cứ bán phá giá như vậy sao chết các bạn biết còn gì. Nên là bạn hiểu sau dịch ấy, tốc độ tăng trưởng phong tập nó còn kinh hơn. Không có chuyện là nó giảm đi đâu các bạn. Tôi khẳng định bạn luôn. Và fitness thương mại mới nó mở nhiều hơn. Và toàn bọn trẻ nó ra nó mở thôi. Vì cái bọn trẻ nó làm lâu năm ở các công ty nó bị rụng đợt dịch ấy. Là nó ra nó ủ mưu với các nhà đầu tư nó mở. Nên nó sẽ tạo thành một cơn lốc rất là kinh khủng khiếp. Nên tôi nói với nó là gì? Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu như phong tập của em biết tăng như vậy mở cả tiền chết còn gì? Nó bảo vâng chết. Bây giờ em đã chết rồi anh ạ. Vì sao ạ? Chi phí yoga tăng gấp 3 lần rồi. Ngày xưa thuê nó có gần đây thôi, bây giờ lớp đông hơn, vẫn phải dạy bình thường, đúng không ạ? Chi phí điện nước cũng tăng, khấu hao cũng tăng, tất cả mọi thứ đều tăng. Thế tôi nói với nó như này, bây giờ mày đập mô hình mày đi. Cái phong tập này nó có một cái lợi thế rất tốt là giá thuê rất rẻ. Bây giờ mày đập hết cái mô hình mày đi, mày chỉ cung cấp anh đúng một dịch vụ là gym. Mày là một cái phòng gym không hơn, được chưa? Đấy là phương án đầu tiên. Thế thì có hai cách xử lý. Một là cái yoga aerobic mày cắt bỏ dựa trên thông báo dịch bệnh do là tập trung đông người, cắt cái đã. Sau đó mày bên ngoài mày tìm thằng nào mà nó thuê lại hai cái studio đó mới cho thuê lại. Rồi mày cho phục vụ hết số tiền khách hàng còn lại ở đấy, xong thì mày cắt luôn, sau này chỉ bán đúng cái thẻ gym thôi. Còn nếu trường hợp mà không có người thuê thì mày giải quyết bằng cách như này. Mày liên kết với cái khách hàng ấy, mày mua cho người ta một cái gói tập Rubik Yoga ở một trung tâm khác bên ngoài với giá rẻ. Mày chuyển người ta sang đó, gym người ta tập ở đây còn yoga sang kia. Giả sử giá trị gói tập của người ta là 3 triệu một năm. 5 triệu một năm thì thôi, mày chịu cho người ta khoảng độ 700 thôi. 700 thôi, mày sang bên kia mày mua của thằng khác, chỉ tập đúng cái này thôi, mày mua cho nó. Có nghĩa là tôi vẫn đảm bảo cung cấp dịch vụ cho bạn, chứ không phải tôi không cung cấp dịch vụ cho bạn. Và mình chấp nhận mất những khách hàng đó bởi vì họ không phải là khách hàng của mình nữa, mà mình chỉ thực hiện mỗi mô hình gym thôi. Bởi vì sao? Đầu tư gym, đầu tư ban đầu cao thôi các bạn ạ. Nhưng mà thực ra mà nói là lợi nhuận về gym nó vẫn tốt nhất. Xu hướng ngày xưa nó là tổ hợp, chứ bây giờ xu hướng bây giờ nó sẽ là chuyên môn. Có nghĩa người thích đi tập gym như tôi chỉ thích đến chỗ tập gym, tôi trả tiền cho phòng tập gym. Các bạn tưởng tượng nếu bây giờ mở một phòng tập full techno gym, toàn để tập gym không? Thu giá cao anh em mình vẫn sướng mà. 20 triệu mà đi một phòng tập toàn như vậy vẫn sông người đầy đủ, có sướng không? Thế bây giờ có yoga, group X, các kiểu lớp đạp xe mình có tập quái đâu. Mà anh em mình vẫn phải trả tiền đấy thầy. Đúng không nhỉ? Anh em sẽ cảm thấy là gì? Một phòng tập 2000m mà nó full máy tập gym thì khẳng định anh em gái xinh trong đấy đầy. Anh em vào tập máy xịn có sướng không? Chứ trong kia mà anh em vào tập nó còn có 1000m thôi. Thế 1000m với 2000m nó khác nhau mà. Đúng không ạ? Và anh em phải trả vốn tiền như nhau thì anh em không thích là đúng rồi. Đấy. Nên nó sẽ là xu hướng tách biệt của tương lai. Đúng không ạ? Thì tôi bảo bạn đấy như vậy. Sau đó bạn ấy làm gì? Đối với bạn đội PT ấy, thì bạn ấy khoán đi. Bạn cho PT ở bên ngoài vào, vì bạn ấy là một người mà làm ở công ty nhà nước. Thì cái bạn quản lý của bạn đấy chính là hai anh em đầu tư vào, thì là học sinh của tôi. Thì tôi đã bảo nó từ ngày xưa là mày không có năng lực làm đâu. Mày làm sao được. Nhưng mà thôi, ngựa non thì hầu đá thì anh em nó có tuổi trẻ, nó máu chiến thì thôi kệ nó, không sao cả. Không có đúng, không có sai. Nó chỉ có bài học thôi. Thì bạn ấy nhảy ra bạn làm thì bây giờ gãy rồi. Gãy rồi thì mình bảo đưa ra một ý tưởng là bây giờ như này. Mày bảo thằng đấy đứng ra thành lập một cái công ty. Nhận 10 thằng PT và tự trả lương cho 10 thằng đó. Rồi 30 70 hoặc là 20 80 được. Có nghĩa là gì? Mày nhận khách ở bên công ty anh này. Bên này chỉ cung cấp một thứ duy nhất là thẻ membership, chỉ có mỗi duy nhất lễ tân với cleaner hết. Không có quản liếc gì hết. Đấy có thế thôi. Tối ưu chi phí cực kỳ luôn các bạn, cần gì phải chạy quảng cáo, giá bạn public luôn. Đúng không? Phòng gym 200.000 tháng, 300.000 anh giá rẻ luôn. Bán chỉ bán 1 tháng và 3 tháng, không bán trên 3 tháng. Trừ khi ông có bài toán về sử dụng đồng tiền. Tôi lấy ví dụ như ông đầu tư bất động sản, ông bán mẹ 5 năm thì được. Ông lấy cái cụm tiền ông đi mua đất, ông vứt đấy. Nếu mà thành công đất thì lãi kép.
đúng không ạ? Còn nếu không thì ông đừng chơi kiểu đấy, ông trồn vốn ông dư nợ ông chết luôn, thì ông bán 3 tháng rồi lợi nhuận ròng luôn, ông đập hết luôn. Tôi lấy ví dụ như phong của anh Thanh Ban, ông đập hết rồi ông làm mẹ phòng gym, mẹ mày to nhất khu vực đấy, giá rẻ nhất khu vực đấy đấy mà, tôi đập chết tất cả thằng xung quanh, PT tao không cần luôn, PT tao cho outsource bên ngoài nhảy vào thôi, bán outsource đi, tao lấy 20%, 20% anh em đừng có tham nhé, lợi nhuận ròng 20% anh em ạ. Anh em hiểu ý tôi không ạ? Nghĩa là doanh thu 1 tỷ anh em cầm mẹ lãi nhuận lợi nhuận 200 triệu. Trả một khoản chi phí thì con bọn PT kia nó tự trả mà. Có phải sướng không? Anh em toàn tham nhưng mà thực ra là thâm. Lợi nhuận của PT nó không cao như anh em nghĩ đâu. Toàn dư nợ tồn đọng không cao như anh em nghĩ đâu. Còn anh em cân đối, anh em cứ thử tính mà cân đối cái phòng của anh em bán membership lãi ra ít xong rồi cộng với cái tiền lợi nhuận kia lãi ít là anh em thắng mẹ còn gì. Có khi mô hình của anh em là vô địch. 2000 mét mà làm chỉ gym không lại vô địch, bán lại rẻ, định vị lại phân khúc khách hàng của mình. Đúng không ạ? Tao là thằng rẻ nhất thị trường và gì? Tốt nhất thị trường, không thằng lại thì tao có khi anh em thắng. Chứ không nhất thiết phải cứ sang chảnh để làm gì, xịn với ai để làm gì, không cần thiết. Đúng không ạ? Xong rồi phòng của anh em làm một cái chiến lược marketing cực kỳ bình dân luôn. Anh em tuyển cho tôi mẹ mình 100 đứa con gái, đúng không? Cứ từ 18 đến 25 tuổi vào làm miễn phí. Đúng không? Cứ vào là miễn phí, bắt đi tập hàng ngày miễn phí là phòng auto đông, không tôi nói các bạn chi phí marketing không đồng luôn. Không đồng luôn, là auto đông khách luôn. Mẹ anh em đến tập đông như quân Mông Cổ luôn. Có đúng không nhỉ? Nhưng với điều kiện các anh em làm được như vậy, khi mà lợi thế của anh em là chi phí thấp, mặt bằng thấp thì anh em được. Đỡ phải quản lý, đỡ phải phòng ban, cắt mẹ thằng quản lý đi là đỡ mấy chục triệu rồi. Đúng không ạ? Mang lại đơn giản. Mà tôi khẳng định anh em là tầm 20-80 là đây thằng nó nhảy vào nó nhận dịch vụ làm PT ngay, nó nhận ngay mà. Thì bắt nó ký công ty thế thôi. Đấy, tôi lấy ví dụ một câu chuyện là phí đi thương mại. Tái cấu trúc nó là một cách rất điên rồ luôn, là một cách mà chưa bao giờ từng có luôn. Đúng không? Các bạn có thấy không? Chưa bao giờ từng có luôn. Các bạn có biết là chúng tôi từng có một cái ý tưởng là gì không? Mở một cái phòng tập miễn phí 1000 mét vuông ra miễn phí. Miễn phí cho mọi người đến tập thoải mái luôn, cho PT vào làm việc thoải mái luôn. Xong rồi bắt đầu thu phí ở một cách khác. Thu phí kiểu mỗi ông PT ông mua vào thì ông ấy trả mình tiền PT. Mày bán được khách đấy thì mày chia con cho ta. Cứ lấy phần trăm PT là ngon rồi đúng không? Đúng rồi. Nghĩa là mình đầu tư máy xịn luôn, máy móc xịn luôn, quy củ quản lý tự bọn PT nó phải được giáo dục như một nhân viên của công ty mình, không trả lương nó, mình chỉ mở ra cho khách hàng đến miễn phí luôn. Chúng mày đem khách đến tập miễn phí thoải mái luôn. Nó cũng là một dạng mô hình thông minh đấy các bạn ạ, nhưng với điều kiện là chi phí của mày phải kiểm soát được, có nghĩa là mày phải có lợi thế mặt chi phí. Mặt bằng mà thuê giá cao thì vỡ mặt ngày, chứ mặt bằng phải giá thấp. Các bạn tưởng tượng 100-200 thằng PT nó nhảy vào đấy nó làm việc trong cà phê không? Nhảy. Đúng không? Tôi tính cho anh em là 100 thằng PT nhảy vào đấy dạy khách. Mỗi thằng dạy ngày dạy 3 sâu thôi, là 300 sâu dạy, 3 sâu cho 300 sâu dạy, mỗi thằng thu 100.000 thôi các bạn, tính cho tôi dành thu một ngày bao tiền. Không nhỏ đâu các bạn ạ, không hề nhỏ, nó là một ý tưởng điên rồ đấy, nhưng mà chưa có cách quản lý thôi. Thực ra tôi không thích lắm nên tôi không tập trung nghiên cứu mô hình đó, nhưng nó là một ý tưởng đấy các bạn ạ. Fucking crazy, cực kỳ điên rồ luôn. Có khi Tuấn Anh làm phát đầu tiên ở Vũng Tàu nhỉ? GF Fitness của Tuấn Anh cho anh em freelancer dạy khách miễn phí luôn. Khách không cần phải mua cái gì cả, chỉ trả cho ông chủ 100.000 buổi. Quá ok luôn. Cho, có nghĩa là mình tạo một cái phễu cho toàn khách đến tập miễn phí. Với lại BT đúng không mà thầy? BT khác nhìn nó vào một cái ao cá để nó bắt cá không đâu. Đúng, mình gom cá cho nó thôi mà. Chủ yếu là cái khâu quản lý ấy. Chủ yếu là cái khâu mình quản lý đôi bên ấy. Con anh nói, con này nói Tuấn Anh chứ. Nam vào tập đúng không? Nam vào tập thì 500.000 tháng, nữ vào tập 100.000 tháng xem nào. Anh nói em vừa thu đủ membership trả mặt bằng luôn, vận hành luôn. Còn lại thằng kia nó tính tiền nó cộng lên cho em làm ra tiền. Nhưng mà mô hình đấy cũng dễ bắt trước, nếu mà mình làm không cẩn thận nó lại dễ bắt trước. Đúng rồi. Lại có thằng khác làm nó lại trong Campuchia là hỏng. Lại phải tính toán. Đúng không? Đấy, tôi nói bạn là tôi là nhiều ý tưởng. Anh em mới ngồi một lúc ra đúng ý tưởng đấy, thiếu gì ý tưởng đâu. Anh em có làm được hay không thôi chứ còn. Câu chuyện anh em chọn một cái mô hình và anh em đặt ra một câu hỏi làm thế nào để làm được nó. Chứ anh em đừng có nói khó thì dễ. Chả có gì khó, chả có gì dễ. Tôi khẳng định mô hình kia đâu tôi làm được. Tôi dành 3 tháng ra nghiên cứu tôi sẽ ra được quy trình tôi làm. Test được ngay có gì đâu. Phí thương mại nói như vậy đã ok cho anh Phương. Anh Hoàng Phương. Có khi giúp anh Hoàng Phương tốt là mấy đứa em làm cái hồ cá coi anh Phương lại tặng nhà mấy con cá coi. lại đẳng cấp. Rồi, cảm ơn thầy. Thật ra thì để là về chi tiết thì cũng như trao đổi với thầy là cũng đang học để biết cho thầy.
Dạ. Thì còn những cái là để chi tiết mà đặt câu cho thầy thì cũng chưa hình dung ra được. Vì thực ra để cái mưu cầu của khi tiếp xúc cái lớp thầy ở đấy á, thì cũng mong muốn là cả các anh em là có thể là làm lên Lady Fit hoặc là làm những cái phòng thương mại, nhưng có anh hai anh chứ là mà thầy có nói đấy. Dạ. Thì để cũng hy vọng là anh em trao đổi nhiều để mình nghe và mình hiểu trên trên cái đường hướng mà thầy nói á. Nó thì cả anh cũng hết trơn. Dạ vâng anh. Không sao ạ, anh em mình đều đang học. Ừ, đang học dạ. Đấy. Thì cùng những cái thầy nói thì mình cũng nghe và cùng thẩm nói hiện tại những cái giai đoạn của thầy thì tình hình gì cửa sáu ở đúng ở hiện nay á. Dạ. Thì chỉ có một phòng của mình và là một phòng có nói về thầy đấy. À thì thôi. Cùng có cái ý là mình bắt tay hợp tác rồi làm sạch nhập rồi đừng có dạ thì cái thầy cũng nói đến cái phương hướng mà để mình phát triển rồi, nhưng mà làm cái là nó đó là cái phương cách của nó trước khi mà cái phong của mình là cái phong của bên điện để hoạt động ấy. Dạ. Ừ, thì cũng bằng nhiều kênh thông tin mình cũng biết là nó nhưng cũng làm những cái có như là cho bẩn ấy. Để thứ nhất là lối kéo khách của mình, thứ hai là cũng mang một tính chất là hù dọa mình. Dạ. Vì trước khi buổi cà phê đầu tiên nó còn nói với thầy là thì nó có bảo là khi mà biết anh tiếp nhận lại rồi sửa chữa phòng á thì bọn em cùng chuẩn bị mở một mặt bằng thứ hai. Một cửa sổ thái ở phía ngoài đâu thành phố á. Dạ. Thì xong đến chứ anh em ngầm lại là thấy là nó chỉ mang tính chất thu vì mà là phải chủ động gọi điện cho mình rồi. Mà trước khi mà mình sửa chữa để có hoạt động thì mình chưa nó cũng chưa thể đồng tình gì. Tóm lại là nó có hẹn anh để bàn hợp tác và dùng người dọa khỉ là đó, tao chuẩn bị mở phòng tập mới đó. Tao mày hoặc không hợp tác là tao đập mày đó. Thực ra bây giờ câu chuyện là như này này, đây cũng là một cái mà ngày xưa em cũng đi tư vấn cho một bên ấy, nhưng mà thằng đấy nó khỏe hơn, là nó chơi cao thủ hơn, là nó sang nó mua đứt cái miếng đất của cái phòng tập bên kia. Sau đó nó lấy luôn cả phòng tập thì thôi, cái hang mà mua một phát đất 1000 mét thì tôi bỏ qua, nhà em thì không có nhiều tiền để mua 100 mét, chứ chưa để nói là 1000 mét thì thôi xin phép anh em là mình không có đủ trình độ trong những cái trường hợp như vậy. Nhưng mà cái phương án ở tỉnh lẻ ấy, thì phải tính như này này, nếu anh em không làm được một mô hình thực sự xịn, thực sự tốt, thực sự khác biệt, thực sự có cái sức sống sót trong khoảng 15 năm tới ấy, thì anh em phải hiểu rằng là nó sẽ có rất nhiều đối thủ nó mọc lên xung quanh mình. Vậy thì mô hình hiện tại của mình nó đang lởm khởm thì tốt nhất không hiệu quả nữa thì tốt nhất đóng mẹ đi cho nó nhanh, đỡ đau đầu đi làm việc khác. Còn nếu mà tiếc không muốn đóng ấy thì có hai cách. Một là chuyển đổi mô hình kinh doanh, giống như như một cái trường hợp mà cái bạn mà tôi phân tích ở Hà Nội, thì nó phải tùy theo mô hình mà mới chuyển theo cái cách đó được. Còn cách thứ hai là bắt tay hợp tác. Thực ra cái chiêu bắt tay hợp tác nó là cách thông minh như thế này. Tôi lấy ví dụ như hai cái phòng tập nó cực kỳ gần nhau, bạn đập toàn bộ hai phòng tập đó đi, tạo ra một cái thương hiệu mới, thì một bên bạn chỉ phục vụ cho khách hàng tập gym thôi, một bên bạn chỉ phục vụ cho khách hàng tập yoga thôi, gộp hai khách hàng đấy lại với nhau, gộp thành một công ty back office ở giữa và điều hành hai bên, nó tối ưu chi phí cực kỳ luôn, và nó tạo thành một cái phong tập mà cực kỳ mạnh, khách yoga sang hết bên kia tập, chán họ lại sang tập gym tập vô tư luôn, có lớp định kỳ cho mày hàng ngày luôn. Bạn nào mà làm chuyên yoga thì ra Hà Nội tập thử ở Yoga Plus của California, chuyên yoga luôn, đẳng cấp luôn, xịn sò luôn, kinh khủng khiếp luôn, khẳng định luôn là chúng nó sẽ không thể nào mà thu hút được khách yoga của các bạn nếu như bạn làm được mô hình đến mức độ như vậy, là vô địch thiên hạ luôn, đúng không? Và thậm chí thời gian sau bạn bán luôn này gói tách biệt, ai thích tập gym thì sang đây, ai thích tập yoga sang đây, là tối ưu được khách hàng luôn. Tôi nói các bạn, có khi các bạn bắt tay của đấy các bạn ngon, thứ nhất là mình mất bớt được một thằng kẻ thù, thứ hai là anh Phương có thêm đồng đội, nếu mà rủi ro thì chia đôi, đúng không ạ? Rủi ro chia đôi. Bây giờ hai thằng hoạt động xem nhau thì dư nợ khách hàng hai thằng bằng nhau, coi như cộng hai thằng đấy vào coi như là dư nợ của công ty, dư nợ của chung, đúng không ạ? Sau đó xem quỹ tiền mặt của công ty là bao nhiêu cộng vào với nhau, còn nếu không quy ước luôn cổ phần bao nhiêu đóng vào, đóng tiền mặt vào để giữ vận hành, và sau đó xây lại cơ cấu tổ chức, đúng không ạ?
xây hoàn toàn lại cơ cấu tổ chức luôn. Thế là tự dưng tôi khẳng định bạn đỡ phải đi tuyển nhân sự của thằng khác, nó gom hết về một mối. Khách hàng bạn khai thác thoải mái, đào tạo lại thoải mái đồng nhất, cùng làm thuê một đội về setup lại từ đầu, chuyên gia đào tạo có khi lại ngon. Thì nó đủ mạnh để nó chống lại những thằng khác, và khẳng định ở Quảng Bình ấy thì không có thằng thứ hai có thể làm được cái chiều sáp nhập như vậy, vì hai ông là hai ông to nhất rồi, không có thằng nào to hơn được nữa, và trong vòng 10 năm tới thì cũng khó, vì tỉnh Quảng Bình nó bé xíu các bạn ạ. Tôi vào Quảng Bình rồi bé xíu xíu à, đi vào cái hết à, yên bình lắm. Quảng Bình thì cực kỳ yên bình luôn, không nhộn nhịp như Đà Nẵng được đâu. Đà Nẵng là thành phố lớn nhất của miền Trung rồi, Quảng Bình nó còn không phát triển bằng Vinh cơ đấy. Thế nên là đấy là một cái chiêu hay mà mình cần phải cân nhắc. Còn câu chuyện mình là hợp tác như nào, ai thiệt ai hơn thì thiệt hơn không quan trọng, quan trọng là nó hiệu quả. Thà thiệt một tí nhưng mà cuối cùng lợi nhuận nó cao mà thằng kia nó làm chăm chỉ cho mình thì tôi vui hơn. Giống như câu chuyện là em luôn có một quy tắc, giả sử 50-50 em lấy 45 cho thằng kia 55 để cho nó làm cho em là thằng như vậy, nên em hay chia cổ phần của em cho người khác để cho người ta làm việc, vì em không tham tiền anh ạ, em cần người ta làm việc nỗ lực cho em đấy. Chắc là không phải lâu dài nhé, vì thực ra chứ nó cũng sử dụng những cái mảnh mà nó còn thử mình ấy. Không chả phải thử, không phải thử hay không, mà câu chuyện này rồi, tại sao chúng ta cứ phải lo là thằng nào trước, thằng nào sau, cái thằng tức thời mới là thằng thông minh. Bây giờ mình cảm thấy thực sự năng lực của mình là vận hành đang rất vất vả. Đúng không? Mình cảm thấy thực sự là vất vả, là bản thân mình cũng chưa ra được một cái định hướng gì để vận hành cái phong tập mình tốt hơn. Thế thì tại sao mình không nghĩ đến một cái hướng mới là hợp tác? Còn mày không hợp tác đến lúc đấy tao vẫn làm mà tao có ảnh hưởng gì đâu. Câu chuyện là mình đưa cho một ý tưởng này. Anh gặp chú hôm nay có việc quan trọng. Anh muốn hai anh em mình hợp tác theo một cách như này. Hai anh em mình công ty mình sẽ sáp nhập nhau thành một công ty. Bây giờ báo cáo tài chính công ty như nào, dư nợ nào, hai bên sáp nhập lại là một. Đúng không? Cơ sở vật chất nào sáp nhập lại một, và chuyển toàn bộ máy móc của sang một bên chỉ làm gym thôi. Một bên chuyên yoga và group X, xây thành rất nhiều studio chỉ phục vụ cái đó thôi. Và đặt tên một cái thương hiệu mới, thì anh em mình sẽ là hệ thống phong tập, nó là phong tập lớn nhất của tỉnh Quảng Bình. Và trong vòng 10 năm tới thì chắc không thể nào cạnh tranh với anh em mình. Anh em mình thâu tóm thị trường. Đúng không? Em có 10 thằng BT, anh có 10 thằng BT, cuối cùng ta chỉ cần 10 thằng BT phục vụ. Vậy chúng ta chỉ trả lương cho 10 thằng BT thôi. Em có 3 yoga, anh có 3 yoga thì chúng ta tiết kiệm được 3 thằng yoga. Chúng ta chỉ cần lấy lớp thôi. Mà lượng khách ngang của chúng ta nó gộp lại là 1. Có phải nó ngon hơn không? Mình đưa ra một cái phương án như vậy. Câu chuyện là thằng nào hơn, thằng nào thua. Nếu mà mày làm tốt hơn tao, ví dụ như tiền mặt của mày nhiều hơn tao, đúng không? Dư nợ mày ít hơn tao, tiền tao cho mày cổ phần 60, tao 40. Và ngược lại. Có đúng không ạ? Bây giờ cái thống kê dư nợ là... định giá một cách đơn giản thôi. Bây giờ định giá máy móc đi. Máy móc của mày bao nhiêu, máy móc tao bao nhiêu. Dư nợ mày bao nhiêu, tiền mặt mày bao nhiêu. Nếu mà dư nợ mày ít, tiền mặt mày cao thì cho mày 60% cổ phần, tao 40% cổ phần. Còn mày tao gấp đôi, tao lấy 30, được mày 70 vô tư. Thì mày làm chủ tịch cổ đông quản trị, sau đó là xây lại cơ cấu tổ chức giám đốc, đúng không ạ, trưởng bộ phận và các phòng ban, và chia ra, xong rồi thuê chuyên gia về tính lương cho, nếu không thì tự mình tính lương ra, có phải là mình ngon không ạ, đỡ đau đầu không ạ? Chứ còn em nói thật với anh Phương ấy, anh Phương còn làm, anh Phương còn đau đầu nữa, bởi vì anh Phương là người ngoài ngành, nhảy vào đúng cái thời điểm nó cực kỳ khó khăn, là cực kỳ đau đầu luôn. Mà dưới anh Phương thì không có partner giỏi, chỉ có mấy đứa nó chỉ là PT thôi, nó đi lên, và mấy đứa PT đấy thì cũng không được đào tạo bài bản. Đúng chưa? Nó đâu có được đào tạo để làm quản lý đâu, nó chỉ được đào tạo làm PT chứ đâu có đào tạo làm chuyên môn. Mà anh cũng đâu có training được cho nó về kỹ năng quản lý đâu ạ. Thì làm sao mà chúng nó giỏi được? Các bạn tưởng tượng này, các bạn là sếp, các bạn không dạy cho nhân quản lý của mình giỏi thì làm sao chúng nó tự giỏi được? Không có đâu ạ. Quản lý làm sao nó tự giỏi được? Ở Việt Nam chứ đâu phải ở nước khác mà bạn công ty bạn bé tí, bạn làm sao bạn tuyển được quản lý giỏi sẵn về? Không có. Chúng ta phải tuyển những quản lý nó không biết gì về chúng ta, dạy nó làm quản lý các bạn ạ. Dạy nó viết báo cáo các bạn ạ. Dạy nó là phải đi làm đúng giờ các bạn ạ. Dạy nó phải có trách nhiệm là bình thường các bạn ạ. Không, anh em cứ nghe tôi nói có đúng không? Tôi luôn luôn đưa ra một cái phương hướng nó không giống ai ấy, anh em ạ. Còn lối thoát hay không thì hai người phải ngồi lại để bắt tay với nhau. Nó chỉ có một rào cản duy nhất này. Ai thiệt? Đúng không ạ? Và ai bị mất danh dự thì thôi. Mọi người đều không làm hợp tác với nhau vì sợ thiệt và vì sợ mất danh dự, thế thôi. Hết, chẳng có gì cả. Thấy là cùng vi tiếp nhân là ép nắm, mình cùng mới thay đổi cái thương hiệu thế đó. Bây giờ cùng muốn duy trì cái thương hiệu của mình nó hoạt động một thời gian thử xem sao đã. Dạ vâng. Không sao, thì đấy là em đưa ra một cái ý tưởng như vậy. Nếu mà mình thực sự là mình bế tắc, chứ còn mình tự làm được thì mình cứ làm, thì tội gì mà mình phải sáp nhập làm gì.
Không, muốn đến cái ý kiến của thầy là để dự báo những cái mà vừa là đối thủ của mình nhưng mà vừa nó cũng cùng cùng trước trước đó thì sau F5 nhưng mà hiện tại những cái F5 là cái thông tin nó phản hồi thì nó ngờ ngờ là F5 nó làm không được nên thì thằng F5 nó nghỉ. Đây cái thông tin là nó bam xoay xoay với nhau thì thế nào tuyên tuyên tái nhau á. Là hết năm nó nghỉ hay sao hay là nó làm cái nữa? Không, F5 của Yến cũ thấy cái. Dạ. Ừ, thế là mày thông tin là bảo nhau là F5 làm không được, bây giờ là F5 nghỉ thì mình lấy lại để mình làm á. Dạ. Không, cái chuyện đấy là bình thường thôi, chẳng có vấn đề gì cả, chả ảnh hưởng gì cả. Quan trọng là khách hàng vẫn thấy là phòng tập hoạt động và vẫn cung cấp dịch vụ tốt là người ta vẫn đến thôi, có ảnh hưởng gì đâu. Dạ đúng rồi. Rồi, ok các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ dừng ở đây đi ạ, tại vì là cũng không thấy mọi người năng nổ trao đổi cho lắm. Thì ngày mai chúng ta sẽ nói về vấn đề về nhân sự nhiều hơn. Thế thì hy vọng anh em nạp đủ cát, quên lại ngày mai. Thứ mấy nhỉ? Thứ bảy đúng không? Thứ bảy thì các bạn nạp lại nhiều cát thì học phần này nó lại cũng vui. Nó lại có nhiều cái để vui chứ đấy. 30 người học bây giờ lại còn dụng mất 20 người thì hỏng rồi. Đây còn ta thấy mấy người thế? 30 mấy người ạ? 35 người sao mà dụng hết à? Đấy đi học lúc đấy là có anh lúc này thấy là có anh Thanh Ban với ai nhỉ? Ai là cùng mô hình Phoenix thương mại. Anh Ban và anh Thanh Ban thì trẻ thôi, hơn em 1 tuổi thôi. Với cả bạn Hoàng, Nguyễn Hoàng là nhân viên của anh Thanh Ban, là quản lý ở đội PD ở trong đó. Thì phòng tập đấy hình như là phòng tập BOB là lớn nhất ở trong Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột thì phải. À BOB nhưng mà hiện tại ở Buôn Ma Thuột là cơ sở 1. Thằng đấy mà đúng không? Thằng này nó để cái gì nhỉ? Cái cam là nhìn lóa là không nhìn thấy mặt mày đâu. Để cái đèn kinh quá. Thì cũng là Phoenix thương mại. Đây đây. Đứa nào đây. Thì là mô hình Phoenix thương mại giống anh đấy, cũng to như của anh luôn. Hình như to hơn tí thôi. Rồi, anh Thắng cũng là mô hình Phoenix thương mại trước đó này, nhưng anh Thắng bắt đầu đóng để chuyển đổi mô hình kinh doanh rồi này. Còn ai nữa nhỉ? Còn ai mô hình Phoenix thương mại nhỉ? À, Ngọc Hoàng này ở Bắc Giang nhỉ? Hoàng nhỉ? Vâng anh ạ. Ở đấy cũng là một mô hình Phoenix thương mại này. Ok. Rồi, thế thì chúng ta sẽ kết thúc buổi học ở đây và hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy nhé. Hy vọng là anh em giữ đủ tỉnh táo chứ học đến buổi thứ ba đã ngao ngáo hết cả rồi này thì hỏng rồi. Ok, chào mọi người. Cảm ơn những chia sẻ của thầy nhá. Hẹn gặp lại thầy. Vâng, cảm ơn anh. Em chào anh Vương. Chào thầy. Chào cả nhà. Chào thầy. Cảm ơn thầy. Ok, em chào thầy. Chào thầy. Chào thầy.